Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 166, bọn họ quá nghèo. Thông U cảnh và Lăng Không cảnh chênh lệch rất lớn, đạt tới Thông U cảnh không chỉ riêng là có thể lăng không phi hành mà còn có thể nắm giữ một sợi không gian chi lực. Nếu như nắm giữ được sợi không gian chi lực đó, vậy nó sẽ tạo thành giúp đỡ to lớn cho bản thân. Điểm rõ ràng nhất chính là khi thi triển võ kỹ có thể tối đa hóa uy lực võ kỹ bậc địa tới mức lớn nhất. Bởi vì có vài loại võ kỹ cần thực lực mạnh mẽ của bản thân người sử dụng chống đỡ, đặc biệt là võ kỹ bậc địa, nếu thực lực bản thân không đủ, căn bản không thể phát huy ra uy lực của loại võ kỹ này, hơn nữa cho dù cưỡng ép thi triển loại võ kỹ này ra thì sẽ bị cắn ngược. Về phần Phong Nhất Hưu ở trước mặt, cho dù hắn ta là thông u cảnh nhưng hiển nhiên mới chỉ đạt tới thông u cảnh mà thôi, vận dụng không gian chi lực không được thuần thục. Nếu như đối phương nắm giữ không gian chi lực thật thì... Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Huyên nghiêm lại. Hắn chưa từng mù quáng tự đại, cũng sẽ không đánh mất chính bản thân mình, hắn sẽ phân tích rõ ưu điểm và khuyết điểm của bản thân và đối thủ. Tăng cảnh giới lên. Hiện giờ Diệp Huyên cảm nhận được sâu sắc vấn đề cảnh giới của bản thân quá kém, nếu như không thể mau chóng đạt tới lăng không cảnh, tương lai nếu gặp phải đối thủ thông u cảnh, vậy sợ rằng hắn không có sức đánh một trận rồi. Ở đối diện Diệp Huyên, sắc mặt Phong Nhất Hưu cũng nghiêm nghị vô cùng. Bởi vì chiến lực của Diệp Huyên hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn. Ngay từ lúc bắt đầu ra tay hắn đã không hề che giấu thực lực, thậm chí võ kỹ bậc địa cũng đã được sử dụng luôn trong hiệp đầu tiên. Nhưng như vậy thì hắn vẫn không thể làm gì được Diệp Huyên cả. Mà Diệp Huyên mới chỉ là ngự khí cảnh. Nếu như Diệp Huyên đạt tới lăng không cảnh hoặc là thông u cảnh. Vừa nghĩ tới đây, hai tay Phong Nhất Hưu đang siết chặt dần nới lỏng ra. Sát tâm. Đúng là đã từng lóe lên. Nhưng nó cũng chỉ lóe lên trong nháy mắt mà thôi, bởi vì giữa hắn và Diệp Huyên không hề có thù hận sâu đậm gì cả. Nếu như không có thù hận sâu đậm gì với loại người này vậy thì vì sao phải trở thành tử địch chứ? Phong Nhất Hưu quay đầu nhìn về phía nào đó, một ông lão tay cầm gậy chống lặng lẽ xuất hiện ở nơi đó. Vừa nhìn thấy ông lão này, sắc mặt đám người Diệp Huyên lập tức thay đổi. Rất có thể ông lão này cùng một cấp bậc với lão kỷ. Ông lão chống gậy đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta đánh giá Diệp Huyên một chút, trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp, ta nghe nói trước đây ngươi từng muốn gia nhập học viện thương mộc của Khương Quốc phải không? Diệp Huyên gật đầu. Bọn họ không cần ngươi, ông lão chống gậy hỏi. Diệp Huyên gật đầu thêm một lần nữa. Ông lão chống gậy lắc đầu thở dài, đúng là một đám ngu xuẩn. Nói xong, ông lão quay đầu nhìn về phía Phong Nhất Hưu cách đó không xa, nói, không đánh nhau thì không quen biết. Mọi người kết bạn nhé, sao hả? Diệp Huyên im lặng. Ông lão chống gậy mỉm cười, ta biết đồ đệ của ta đã đả thương bạn của ngươi. Nói xong, ông ta đột nhiên bấm tay một cái, hai chiếc bình ngọc trắng xuất hiện ở trước mặt Mạc Vân Khởi và Kỳ An Chi. Cùng lúc đó, một thanh phi đao màu vàng xuất hiện ở trước mặt Mạc Vân Khởi, còn trước mặt Kỳ An Chi thì là một thanh trường đao bốc cháy hừng hực. Hai thanh linh khí cực phẩm. Mạc Vân Khởi và Kỳ An Chi đều ngẩn người ra. Ông lão chống gậy mỉm cười, hiền hòa nói, trong bình là đan kim sang thượng hạng, giá trị thị trường hẳn là 30 vạn kim tệ một viên, mỗi bình có 5 viên, về phần thanh phi đao màu vàng kia thì là một thanh linh khí cực phẩm, ta vô tình có được. Còn thanh trường đao kia thì tên Xích Viêm, cũng là linh khí cực phẩm, nếu như hai người bọn họ có cơ duyên gì thì có thể tăng hai thanh linh khí cực phẩm này lên tới bậc minh. Vừa nghe vậy, Kỳ An Chi cách đó không xa lập tức nhận lấy chiếc bình ngọc trắng và chuôi Xích Viêm. Đặc biệt là Xích Viêm, trong đôi mắt Kỳ An Chi hiện rõ thái độ yêu thích thanh trường đao này. Mạc Vân Khởi cũng vội vàng cất bình ngọc trắng và phi đao đi, khi nhìn thanh phi đao màu vàng trong tay, Mạc Vân Khởi cười không ngậm mồm được. Linh khí cực phẩm. Hắn chưa từng sờ qua đâu. Bạch Trạch liếc nhìn Mạc Vân Khởi, trong đôi mắt hiện rõ thái độ khinh bỉ tiền đồ. Ở nơi xa, Diệp Huyên nhìn về phía ông lão chống gậy, vì sao chứ? Ông lão chống gậy cười đáp. Chúng ta chỉ muốn kết bạn với mấy người mà thôi. Diệp Huyên im lặng. Trên mặt ông lão chống gậy vẫn nở nụ cười như trước, nếu như ngươi cảm thấy không được thì cũng không thành vấn đề, nếu ngày khác có cơ hội, ngươi và tiểu đồ hãy kết bạn với nhau. Diệp Huyên lắc đầu, vậy cũng không phải, chỉ là... Nói tới đây, hắn liếc nhìn Mạc Vân Khởi và Kỳ An Chi cách đó không xa, sau đó nói, sao bọn họ được tặng đồ mà ta không có gì cả. Sắc mặt ông lão chống gậy trở nên cứng đờ, rất nhanh sau đó,
Ông ta cười giòn tan, rồi bấm tay một cái, một thanh kiếm lơ lửng ở trước mặt Diệp Huyên. Linh kiếm cực phẩm. Diệp Huyên vội vàng cất thanh kiếm đi, khi đang định nói gì thì Bạch Trạch ở cách đó không xa đột nhiên nói, ta nè. Diệp Huyên. Mạc Vân Khởi liếc nhìn Bạch Trạch, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh tiền đồ. Ông lão chống gậy liếc nhìn Bạch Trạch, sau khi do dự vài giây, ông ta nói, người bạn nhỏ này tu luyện thân thể, lão già này cũng không có thứ thích hợp với ngươi. Như này đi, tặng ngươi thêm một bình đan dược nữa. Nói xong, ông ta bấm tay một cái, một chiếc bình ngọc trắng xuất hiện trước mặt Bạch Trạch. Bạch Trạch không hề từ chối, cất bình ngọc trắng đi, thứ này giá trị rất nhiều tiền đó. Ông lão chống gậy nhìn Diệp Huyên, cười nói, vậy ba người chúng ta xin cáo từ trước nhé, nếu như có thời gian, mấy vị hãy tới Sở Quốc làm khách. Nói xong, ông ta liếc nhìn về phía bên phải, sau đó quay người dẫn theo Phong Nhất Hưu và cô gái áo đen, biến mất ở nơi xa xa. Diệp Huyên vội vàng nói, sau này thường tới nhé. Ở nơi nào đó trong không trung, thân thể ông lão chống gậy khẽ run lên. Trong không trung, Phong Nhất Hưu đột ngột nói, sư tôn, sao lại bỏ nhiều tiền vậy? Ông lão chống gậy lạnh nhạt đáp, các ngươi đã đánh giá thấp Diệp Huyên, sao ta lại không đánh giá thấp ông lão kia cơ chứ? Vừa nghe tới đây, Phong Nhất Hưu lập tức hiểu được. Ngay sau đó, dường như hắn ta nghĩ tới chuyện gì, lại nói, bọn họ, nghèo quá, và lại da mặt còn dày nữa. Chương 167, Ba Thanh Linh Kiếm. Dưới núi Thương Lan, đám người Diệp Huyên đều vui mừng hớn hở, cười không ngậm miệng được. Cả bốn người đều có thu hoạch lớn. Nghèo. Không cần nghi ngờ gì cả, cả bốn người đều rất nghèo, bởi vì hiện giờ Học viện Thương Lan không hề có tài nguyên tu luyện gì cả. Đừng nói là tài nguyên tu luyện, ngay cả việc ăn cơm cũng phải do bọn họ tự giải quyết. Về phần linh khí ấy hả, đừng có mơ nữa đi, càng không cần phải nói tới linh khí cực phẩm. Đúng lúc này Diệp Huyên đột nhiên cất kiếm đi. Hắn nhìn về phía ba người Kỳ An Chi tất cả mọi người tới đây. Bốn người túm tụm lại cùng một chỗ. Diệp Huyên nhìn về phía Kỳ An Chi và Mạc Vân Khởi, vết thương có đáng ngại không? Hai người lắc đầu, Mạc Vân Khởi nói, chỉ là vết thương bên ngoài, không quá nghiêm trọng đâu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Bốn người ngồi trên mặt đất. Ba người Kỳ An Chi nhìn về phía Diệp Huyên, chờ hắn nói tiếp. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó trầm giọng nói, chúng ta thắng trận chiến trong hẻm nhỏ, nhưng trận chiến khi nãy thì chúng ta không thắng. Ba người Kỳ An Chi im lặng. Diệp Huyên nhìn về phía ba người, trải qua trận chiến trong hẻm nhỏ trước đó, còn cả trận chiến khi nãy nữa, ta tin rằng đám học viên của Học viện Thương Mộc sẽ đại khái hiểu rõ thực lực của chúng ta rồi. Nói cách khác thì đối thủ sau đó của chúng ta sẽ mạnh hơn, đông hơn. Mạc Vân Khởi nhếch miệng cười một tiếng. Không sợ, đánh là được. Diệp Huyên nhìn về phía Mạc Vân Khởi, nếu như đánh không thắng thì sao? Mạc Vân Khởi im lặng. Diệp Huyên nói khẽ, đối thủ của chúng ta sẽ càng lúc càng mạnh, thậm chí có thể sẽ có một vài tên thiên tài yêu nghiệt mà chúng ta không tưởng tượng nổi xuất hiện, ví dụ như cấp bậc của An cô nương vậy. Vừa nghe vậy, sắc mặt ba người Mạc Vân Khởi dần trở nên nghiêm túc. Bởi vì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Thù lao Học viện Thương Mộc trả quả thực là rất mê người. Dưới ban thưởng hậu hĩnh tuyệt đối sẽ có rất nhiều tên yêu nghiệt siêu cấp xuất hiện, Phong Nhất Hưu khi nãy là một ví dụ rõ ràng nhất. Hắn ta là người ở trên bảng võ đó. Mà Phong Nhất Hưu chỉ đứng ở những vị trí cuối ở trên bảng võ mà thôi. Nếu như những tên yêu nghiệt xếp hàng đầu tới thì sao? Giờ khắc này, cả bốn người đều cảm thấy áp lực nặng nề. Diệp Huyên nói tiếp, còn một chuyện nữa. Rất có thể Học viện Thương Mộc sẽ dùng những đòn hiểm khác, tình trạng giữa chúng ta và bọn họ hiện giờ đã có thể nói là nếu như chúng ta không chết thì là bọn họ chết, bởi vậy chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Nói xong, hắn đứng lên, ba vị à, có thể nói hiện giờ chúng ta đã tới bước đường cùng, là bước đường cùng rồi đó, chúng ta không còn đường lui nữa, mà ở phía trước của chúng ta sợ rằng cũng không có đường. Lão Kỳ đánh nhau rất giỏi, nhưng ông ta không đánh được mấy người cả. Nếu như chúng ta muốn sống sót thì chỉ còn cách dựa vào chính mình mà thôi, hãy tự nghiền ép bản thân mình đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mạc Vân Khởi vẫn ở đó lẩm bẩm, tên này lại khiến ta cảm thấy áp lực nặng nề như núi rồi đó. Bạch Trạch không nói gì, y đứng dậy đi lên trên núi, nhưng ngay sau đó ý đã ngừng lại, nhìn về phía Mạc Vân Khởi, nếu như ngươi bị giết, ta sẽ hậu táng cho ngươi.
Mạc Vân Khởi. Điện Thương Lan. Diệp Huyên vừa tới trước Điện Thương Lan thì đã nhìn thấy Diệp Liên. Diệp Liên đi tới bên người, ôm chặt lấy hắn. Diệp Liên không nói gì cả. Khi nãy cô bé đã chứng kiến trận đại chiến giữa Diệp Huyên và Phong Nhất Hưu. Cho dù cô bé không hiểu rõ tình cảnh của đám người Diệp Huyên nhưng cô bé vẫn biết đôi chút, đó chính là sẽ còn có rất nhiều người tới tìm ca ca để gây chuyện. Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt ve đầu Diệp Liên, cười đáp huynh không sao đâu. Diệp Liên ôm Diệp Huyên thật chặt, không nói gì cả, nhưng ánh mắt cô bé dần trở nên lạnh như băng. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên quay trở về phòng mình, sau khi đóng ký cửa phòng, hắn tiến vào trong tháp giới ngục. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất. Ở trước mặt hắn là ba thanh linh kiếm. Linh kiếm. Hai mắt Diệp Huyên chậm rãi nhắm lại, âm thầm vận hành vô địch kiếm thể quyết. Một lúc sau, tay phải của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một thanh linh kiếm ở trước mặt hắn hóa thành một luồng sáng, tiến vào trong ngực hắn. Toàn thân Diệp Huyên run rẩy kịch liệt. Trong cơ thể hắn, kiếm liên tú đột nhiên rung lên. Chẳng mấy chốc sau, chuôi linh kiếm này đã hóa thành vô số năng lượng tụ tập về phía kiếm liên tú. Vào lúc này, quanh người hắn tỏa ra kiếm mang sắc bén, chói mắt. Giờ khắc này đây dường như hắn chính là một thanh kiếm vậy. Thời gian dần trôi qua, thân thể hắn run lên ngày càng kịch liệt hơn, mà hơi thở trên người hắn cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyên lại điểm nhẹ một cái, một chuôi linh kiếm ở trước mặt hắn lại tiến vào trong ngực. Chương 168, xin hãy gọi ta là Diệp Kiếm Tiên. Một luồng kiếm mang mạnh mẽ đột nhiên chấn động ở quanh thân thể, luồng kiếm mang này chấn động ra bốn phía xung quanh, khi chạm vào vách tường tháp giới ngục thì ngay lập tức đã biến mất không thấy đâu. Trong cơ thể Diệp Huyên, kiếm liên tú đang rung lên liên hồi. Hấp thu. Thật ra nói đơn giản hơn chính là cắn nuốt. Bản thân kiếm liên tú không hề có năng lực này, nhưng Diệp Huyên lợi dụng công pháp của bản thân để ban cho nó năng lực này. Nói cách khác thì nó có thể cắn nuốt những thanh kiếm khác để tăng cường bản thân. Mà hiện giờ nó là đan điền của Diệp Huyên, nó mạnh lên thì Diệp Huyên có thể lợi dụng nó để bản thân đột phá. Có thể nói cách thức tu luyện của Diệp Huyên khá đặc thù, nếu truyền ra ngoài thì ắt sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đúng lúc này, chuôi kiếm trước mặt Diệp Huyên đột ngột bay lên, sau đó hóa thành một luồng kiếm mang, biến mất ở trong ngực hắn. Một luồng kiếm mang tựa như gợn sóng từ trong cơ thể hắn chấn động ra phía bên ngoài, cùng lúc đó, kiếm liên tú ở trong cơ thể hắn đột ngột phóng lên trời. Một luồng hơi thở mạnh mẽ xuất hiện quanh người Diệp Huyên. Lăng không cảnh. Diệp Huyên mở hai mắt ra, trong đôi mắt hắn có kiếm mang mờ nhạt lập lòe, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất. Vô địch kiếm thể quyết, lấy thân đúc kiếm. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu. Vào giờ khắc này hắn cảm thấy toàn thân mình tràn trề sức mạnh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía kiếm liên tú, tay phải khẽ vung lên, kiếm liên tú bay thẳng vào trong tay hắn, khi hắn vừa cầm lấy kiếm liên tú thì thân kiếm rung lên, phát ra một tiếng kiếm ngân chói ta. Minh kiếm thượng phẩm. Minh kiếm chia làm ba cấp bậc nhỏ là hạ phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Sau khi hắn hấp thu ba thanh linh kiếm, không chỉ bản thân đạt tới lăng không cảnh. Ngay cả kiếm liên tú cũng đạt tới minh kiếm thượng phẩm. Cả hai cùng tăng lên. Mà sau khi hắn đạt tới lăng không cảnh, thực lực tổng hợp của bản thân sẽ tăng lên trên diện rộng, cộng thêm kiếm cũng được đề cao, nếu như hiện giờ đối đầu với Phong Nhất Hưu, hắn nắm chắc 6-7 phần 10 là bản thân sẽ chém giết được đối phương. Sở dĩ không hoàn toàn nắm chắc là vì chắc chắn đối phương cũng sẽ có át chủ bài. Những tên thiên tài yêu nghiệt như vậy tuyệt đối sẽ có đòn sát thủ. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa vào lối thứ hai, sau đó hắn hừ hai tiếng. Chát! Đúng lúc này, một cái tát giòn tan vang lên, toàn thân Diệp Huyên bay ngược ra phía bên ngoài, bay thẳng ra khỏi tháp giới ngục luôn. Trong hiện thực, Diệp Huyên nằm dạp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Hồi lâu sau hắn mới đứng dậy. Diệp Huyên vuốt mặt mình, lắc đầu cười khổ. Hắn tưởng rằng mình đạt tới lăng không cảnh tối thiểu cũng chống đỡ được hai chiêu. Nhưng sự thật nói cho hắn biết hắn vẫn là tiểu đệ mà thôi. Không thể trêu vào. Sau khi thu dọn đôi chút, Diệp Huyên rời khỏi phòng, đi tới sau núi. Hắn đi tới đỉnh núi lớn trước đây hắn thường xuyên tu luyện, rảo bước đi lên trên đỉnh núi, à, phải nói là bay. Lăng không cảnh. Hiện tại hắn đã có thể để khí để lăng không phi hành.
Đương nhiên mục tiêu của hắn không phải là lăng không phi hành, làm kiếm tu đương nhiên phải ngự kiếm phi hành mới đúng phong cách. Ngự kiếm phi hành. Hắn đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã lên tới đỉnh núi, từ đỉnh núi nhìn xuống dưới, tối thiểu cũng cao hơn 20 trượng. Hơi cao thì phải. Diệp Huyên do dự đôi chút, nếu cứ nhảy xuống dưới, nhỡ đâu ngự kiếm không thành công thì phải xử lý như thế nào. Cuối cùng hắn cũng không lựa chọn nhảy xuống dưới, ý niệm trong đầu khẽ động, kiếm liên tú trong cơ thể bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Dưới sự điều khiển của hắn, kiếm liên tú lơ lửng ở dưới chân, sau đó hắn đứng lên trên thân kiếm, nhưng kiếm liên tú không thể chịu nổi sức nặng của hắn, rơi luôn xuống đất. Thấy vậy, Diệp Huyên cau mày lại, hình như sai ở đâu đó rồi. Bởi vì hắn phát hiện ra kiếm không thể chịu được sức nặng của hắn. Phải làm sao đây? Diệp Huyên cau mày, hiện giờ hắn rất muốn hỏi cô gái thần bí, bởi vì chắc chắn cô gái thần bí có thể giải đáp thắc mắc của hắn, đáng tiếc là cô gái thần bí vẫn đang ngủ sau, còn tên ở tầng thứ hai thì hắn không muốn chọc tới. Động chút là tên kia lại tát một cái. Hiện giờ chỉ còn cách dựa vào chính mình. Ở trên đỉnh núi, Diệp Huyên nhìn kiếm liên tú trong tay hồi lâu, đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, kiếm có thể phá đá mở núi. Lực lượng như vậy sao có thể không chịu được sức nặng của một người chứ? Vừa nghĩ tới đây, dường như hắn đã phát hiện ra một chân trời mới, vô số ý nghĩ tràn vào trong đầu. Muốn ngự kiếm nhất định phải khiến kiếm mạnh hơn. Diệp Huyên cầm kiếm liên tú trong tay, kiếm liên tú chấn động kịch liệt, chẳng mấy chốc từ trên thân kiếm đã tỏa ra kiếm mang sắc bén, chói mắt. Tay phải hắn chậm rãi buông ra, nhưng không hề chặt đứt liên hệ với kiếm liên tú. Ngược lại còn cố gắng thúc giục kiếm liên tú. Một lúc sau, thân thể hắn chậm rãi bay lên, rất nhanh, hai chân của hắn đã dẫm lên trên kiếm liên tú. Kiếm liên tú hơi chầm xuống một ít, nhưng không hề rơi xuống đất, đỡ được cơ thể hắn. Khi thấy vậy, Diệp Huyên mừng như điên. Có hy vọng. Hắn vội vàng giữ bình tĩnh, chẳng mấy chốc hắn đã dùng cách thức lấy khí ngự kiếm để điều khiển kiếm liên tú ở dưới chân. Kiếm liên tú bắt đầu chấn động kịch liệt, nhưng nó lại đang chậm rãi đi tới. Khi thấy được cảnh này, khóe miệng Diệp Huyên dần cong lên, không lâu sau, đường cong trên môi hắn càng lúc càng cong. Cứ như vậy, Diệp Huyên đứng trên kiếm liên tú chậm rãi lướt về phía xa, tốc độ rất chậm, rất chậm, còn chậm hơn cả đi bộ bình thường, nhưng quả thật thì hắn đang ngự kiếm đi tới. Không lâu sau, Diệp Huyên đã ngự kiếm đi tới một thác nước. Khoảng cách chưa đầy trăm trượng nhưng hắn tốn tận nửa canh giờ mới đi tới được chỗ này. Và lại kiếm liên tú cách mặt đất rất gần, chỉ cao không bằng chiều cao của một người trưởng thành mà thôi. Ở dưới thác nước, Bạch Trạch đang tu luyện đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, kinh ngạc nói, Diệp thổ phỉ, ngươi. Diệp Huyên chắp hai tay sau lưng, hắn liếc nhìn Bạch Trạch ở dưới thác nước, ánh mắt mang theo thần thái bế nghễ thiên hạ, sau này xin hãy gọi ta là Diệp kiếm tiên, cảm ơn. Bạch Trạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 169, chỉ trách bản thân ta quá yếu. Diệp Huyên ngự kiếm quay người rời đi, chỉ là tốc độ của hắn hiện giờ quá chậm rồi. Quá chậm, quá là chậm luôn. Giống như một con rùa đen đang bò vậy. Ở sau lưng Diệp Huyên, Bạch Trạch ngẩn ra quan sát mọi chuyện. Ngự kiếm phi hành. Đúng là Diệp Huyên đang ngự kiếm phi hành. Nhưng hình như có gì đó rất lạ. Không lâu sau, Diệp Huyên ngự kiếm đi tới trước một rừng rậm, đúng lúc đó, người đang chạy trốn cách đó không xa ngừng lại. Người này chính là Mạc Vân Khởi đang điên cuồng tu luyện. Mạc Vân Khởi nhìn Diệp Huyên đang ngự kiếm ở phía xa, nét mặt tỏ rõ vẻ kinh ngạc, Diệp thổ phỉ, ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Diệp Huyên chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn Mạc Vân Khởi, xin hãy gọi ta là Diệp kiếm tiên, cảm ơn. Nói xong hắn ngự kiếm đi về phía xa xa. Mạc Vân Khởi trợn mắt há hốc mồm quan sát hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh tên này. Không biết bao lâu sau, Diệp Huyên ngự kiếm đi tới chỗ ở của Lão Kỳ, đáng tiếc là hắn không thể nào bay qua tường được bởi vì khoảng cách giữa kiếm và mặt đất thật sự là quá gần nhau. Vậy là Diệp Huyên cứ thế ngự kiếm đi qua cửa lớn. Lão Kỳ đang nằm trên ghế, vẫn như trước đây, toàn thân ông ta tỏa ra mùi rượu khó ngửi. Đúng lúc này, Lão Kỳ đột nhiên mở to mắt nhìn về phía Diệp Huyên vội vàng thẳng người, hai tay chắp ra sau lưng, liếc nhìn Lão Kỳ, sau này hãy gọi ta là Diệp kiếm tiên. Phụt! Miệng Lão Kỳ đột ngột phun ra một ngụm rượu,
Ông ta nhìn Diệp Huyên, sau đó bấm tay một cái, một kim tệ rơi trước mặt Diệp Huyên, mau đi tìm thầy thuốc kiểm tra đi, đừng chậm trễ. Diệp Huyên. Một canh giờ sau, Diệp Huyên ngồi trước thềm đá điện Thương Lan, mà ở trước mặt hắn là Kiếm Liên Tú đang lẳng lặng lơ lửng. Nhìn Kiếm Liên Tú ở trước mặt, Diệp Huyên cảm thấy buồn phiền. Đúng là hiện giờ hắn có thể ngự kiếm nhưng tốc độ thì không cách nào tăng cao được, không chỉ như vậy, hắn cảm thấy ngự kiếm vô cùng tốn sức. Chắc chắn là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Nhưng vấn đề là có vấn đề ở chỗ nào nhỉ? Trăm mối nghi hoặc không có cách nào giải đáp. Một lúc sau, Diệp Huyên không suy nghĩ vấn đề này nữa mà bắt đầu tu luyện ngự kiếm thuật. Dưới sự khống chế của hắn, Kiếm Liên Tú không ngừng bay lượn ở trên đỉnh đầu, tốc độ rất nhanh, ít nhất là nhanh hơn trước không chỉ một lần. Không chỉ như vậy, hiện giờ hắn điều khiển thuận lợi hơn nhiều. Khi đối địch với kẻ khác, uy lực của ngự kiếm thuật không hề nhỏ, phải nói là có hiệu quả rất tốt. Đáng tiếc là hắn luôn cảm thấy có thiếu sót và không đủ ở đâu đó, hắn cũng không biết rõ được nữa, hỏi Lão Kỳ thì Lão Kỳ hoàn toàn không hiểu, hoặc là có thể nói Lão Kỳ không muốn chỉ điểm hắn ở phương diện kiếm đạo. Điều này khiến Diệp Huyên buồn bực vô cùng. Mà cô gái thần bí kia vẫn chưa tỉnh lại, hắn không biết phải hỏi ai. Chỉ có cách suy nghĩ một mình. Trong khu rừng rậm phía sau núi, Diệp Huyên ngồi xếp bằng ở dưới đất, một thanh kiếm không ngừng bay lượn, đâm chém trong sân. Mỗi lần Kiếm Liên Tú bay qua, sẽ có một cây đại thụ bị chặt ngang. Thỉnh thoảng Mạc Vân Khởi sẽ tới rừng rậm đánh với hắn một trận, chỉ có điều mỗi lần Mạc Vân Khởi sắp thua trận thì sẽ lập tức chuồn đi. Cứ như vậy, từng ngày dần trôi qua. Sáng sớm một ngày nào đó, trong chỗ ở của Lão Kỷ, một ông lão đột nhiên xuất hiện. Người tới chính là viện trưởng Lý Huyền Thương của Học viện Thương Mộc. Lão Kỳ nằm ở trên ghế, vẫn say khướt như trước, không hề có ý định tỉnh lại. Lý Huyền Thương nhìn Lão Kỳ, cười nói, thời gian này Lão Kỳ sống không hề thoải mái chút nào nhỉ. Lão Kỳ lạnh nhạt nói, có chuyện gì thì nói đi. Lý Huyền Thương không hề tức giận, ông ta liếc nhìn phía sau núi, cười nói, có người phát hiện ra một bí cảnh không biết rõ ở trong dãy núi Ngọc Sơn ở đế đô Ninh Quốc. Rất có thể chủ nhân của bí cảnh kia chính là đệ nhất cường giả của Ninh Quốc, Thác Bạt Phu để lại. Phải biết rằng năm xưa Thác Bạt Phu đã đột phá vạn pháp cảnh, bên trong bí cảnh chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ tốt đấy. Lần này Ninh Quốc mở rộng bí cảnh với các nước xung quanh, chỉ cần là lăng không cảnh dưới 20 tuổi thì đều có thể tham gia vào. Sao hả, Học viện Thương Lan không tham gia sao? Không tham gia, Lão Kỳ quả quyết nói. Lý Huyền Thương cười nói, không tham gia. Các ngươi nhất định sẽ tham gia. Đúng lúc này, Lão Kỳ mở lớn hai mắt, ngay sau đó thân thể định biến mất khỏi chỗ này. Đúng lúc này, Lý Huyền Thương ở trước mặt ông đột nhiên vỗ một chưởng về phía trước mặt. Ầm. Trong nháy mắt, cả khu nhà ầm ầm vỡ vụn. Phía sau núi, sắc mặt đám người Diệp Huyên thay đổi, vội vàng chạy tới điện Thương Lan. Trên một đống phế tích, Lý Huyền Thương và Lão Kỳ đang đứng đối diện nhau, sau lưng Lý Huyền Thương có một người áo đen. Trong tay người áo đen cầm một cô gái, cô bé này chính là Diệp Liên. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn Lão Kỳ, cười nói cho Diệp Huyên biết nếu hắn không tham gia vậy thì hãy để em gái của hắn chết trong bí cảnh đi. Nói xong, ông ta và người áo đen quay người muốn rời đi. Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên từ phía dưới truyền tới, con chó già kia, thả em gái ta ra. Giọng nói này vừa vang lên. Một luồng kiếm quang phóng lên tận trời, chém về phía Lý Huyền Thương. Trên không trung, khóe miệng Lý Huyền Thương hiện lên một nụ cười mỉa mai, tay phải ông ta khẽ ép xuống. Ầm. Luồng kiếm quang kia vỡ vụn, cùng lúc đó, một thanh kiếm đâm thẳng về phía Diệp Huyên ở dưới. Lão Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tay phải vươn ra, lực lượng bên trong thanh kiếm bị hóa giải sạch sẽ. Ngay sau đó, ông ta vung tay phải lên. Kiếm Liên Tú vững vàng rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên định ra tay thì bị Lão Kỳ ngăn lại, Lão Kỳ nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Thương ở giữa không trung, xem ra vì giết hắn mà Học viện Thương Mộc các ngươi đã không cần thể diện nữa rồi. Để hai vị vạn pháp cảnh đến bắt một bé gái tay không tấc sắt hay sao? Thể diện. Khóe miệng Lý Huyền Thương nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai, năm đó nếu như Học viện Thương Lan các người quả quyết hơn. Chém giết của viện trưởng thì sao có thể suy bại đến mức này? Hai tay Lão Kỳ chậm rãi siết lại, nếu như ngươi dám động tới con bé, Lão Phu chắc chắn sẽ giết hết học viên của Học viện Thương Mộc các ngươi. Lý Huyền Thương cười lạnh, nếu ngươi dám ra tay,
cô bé chắc chắn phải chết. Nói xong, ông ta chỉ về phía Diệp Huyên, ta tin rằng cậu ta sẽ không để cho ngươi ra tay, phải không nhỉ? Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Thương, con chó già, dù gì ông cũng là viện trưởng một viện, có chuyện gì thì không thể tới tìm ông đây hả? Lý Huyền Thương lắc đầu, cười một tiếng thể diện. Đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Lão Phu chỉ biết là nếu ngươi không chết, tương lai học viện Thương Mộc không chỉ mất thể diện mà còn đánh mất cơ nghiệp ngàn năm. Nói xong, ông ta lạnh lùng liếc nhìn Lão Kỳ, yên tâm, ta sẽ không tổn thương tới con bé đâu, sẽ chỉ ném con bé vào trong bí cảnh, nhưng nếu như ngươi dám ra tay, con bé chắc chắn sẽ phải chết. Vừa dứt lời, ông ta quay người, cùng người áo đen biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên muốn đuổi theo nhưng bị Lão Kỳ ngăn lại, Diệp Huyên nhìn về phía Lão Kỳ, hai mắt đỏ bừng. Lão Kỳ lắc đầu, xin lỗi, chính ta cũng chưa từng ngờ rằng bọn hắn sẽ làm vậy. Hai mắt Diệp Huyên chậm rãi nhắm lại. Yên lặng một chút, Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm, quay người lại, ta không trách cứ bất kỳ ai, chỉ trách bản thân ta quá yếu. Chương 170, thứ rác rưởi gì vậy? Ở trong sân, Lão Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Lúc này, Mạc Vân Khởi, Kỳ An Chi và Bạch Trạch xuất hiện bên cạnh Lão Kỳ. Sắc mặt Mạc Vân Khởi tái xanh, Lão Kỳ, học viện Thương Mộc không biết xấu hổ là gì nữa rồi. Lão Kỳ nói khẽ, thể diện, thiên phú và thực lực Diệp tiểu tử thể hiện ra đã khiến bọn chúng kiêng dè rồi. Nếu như bọn chúng không chó cùng dứt dậu, chờ khi Diệp Huyên trưởng thành thêm một khoảng thời gian, đến khi đó chủ viện của học viện Thương Lan sẽ đón nhận hắn, đến lúc đó bọn chúng sẽ không thể xử lý được hắn. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, không thể thông báo chủ viện để bọn họ tới hỗ trợ hay sao? Lão Kỳ lắc đầu, hắn vẫn chưa đủ, ít nhất cũng phải đạt tới tông sư kiếm đạo trước khi 20 tuổi thì có lẽ mới khiến chủ viện chú ý tới. Mạc Vân Khởi hít sâu một hơi, mẹ kiếp, đám học viện Thương Mộc đúng là không biết xấu hổ mà. Đúng lúc này, Kỳ An Chi đột ngột nói, hắn xuống núi rồi. Hắn định tới Ninh Quốc. Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, ta đi cùng hắn. Bạch Trạch gật đầu, đi cùng nhau nào. Nói xong cả hai xoay người rời đi. Lúc này Lão Kỳ đột nhiên nói, đây là một cái bẫy nhắm vào hắn. Đối với hắn mà nói thì trong bí cảnh đó chính là tuyệt cảnh của hắn. Mà các ngươi đi tới đó thì nó cũng là tuyệt cảnh của các ngươi. Mạc Vân Khởi dừng bước, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cười khổ, ta biết nơi đó là tuyệt cảnh, vậy nên mới càng phải đi. Nói xong hắn rảo bước, biến mất ở xa xa. Bạch Trạch cũng vội vàng đi theo. Lão Kỳ đứng ở chỗ cũ nhìn về phía Kỳ An Chi nói nhỏ bảo trọng. Nói xong, nàng ta quay người đi vào trong điện Thương Lan, một lúc sau, nàng đeo một cái túi lớn, đi xuống dưới núi. Trong phế tích, Lão Kỳ im lặng hồi lâu, ông ta đi tới một tòa cung điện ở phía sau núi, bên trong cung điện nhỏ chất đầy linh bài, rất nhiều, có lẽ chừng hơn 1.000 tấm. Lão Kỳ ngắm nhìn những linh bài kia, không hề có dáng vẻ say sưa như thường ngày. Không biết bao lâu sau, lão đột nhiên nằm ra đất, sau đó cầm hồ lô rượu bên hông, điên cuồng rót vào miệng, đều do viện trưởng vô dụng, không thể bảo vệ mấy đứa. Chừng vài phút sau, lão đột ngột rời khỏi núi Thương Lan, không biết đi tới nơi nào. Hoàng cung Khương Quốc. Trong cung điện âm u nào đó, một ông lão ngồi dưới đất, đang chơi đùa với một con chó con màu đen. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa đại điện, người đàn ông trung niên kia hành lễ vào bên trong, không biết nói chuyện gì đó. Một lúc sau, ông lão trong điện đột nhiên nói, học viện Thương Mộc quá bị ổi rồi đi. Người đàn ông trung niên kia trầm giọng nói, thiếu niên đó đã đi tới Ninh Quốc. Ông lão im lặng hồi lâu, sau đó nói, điều tra xem người áo đen ra tay đêm đó là ai, còn nữa, phái ảnh vệ hộ tống thiếu niên kia một đoạn đường, thôi được rồi. Ta tự mình đi hộ tống một đoạn đường, dù sao cũng là một người có can đảm, dám chiến đấu vì Khương Quốc. Vừa nói xong, ông lão biến mất tại chỗ. Trong một căn phòng nào đó ở Túy Tiên Lâu, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trong phòng, người áo đen hành lễ với ông lão trước mặt. Một lúc sau, ông lão cười lạnh, học viện Thương Mộc giỏi lắm, đúng là không biết sống chết là gì. Truyền lệnh xuống, vận dụng toàn bộ lực lượng điều tra người áo đen ra tay tối nay, còn nữa. Phái người đi hộ tống thiếu niên kia tới Ninh Quốc, thôi được rồi, lão phu tự mình đi một chuyến. Người áo đen trầm giọng nói, lâu chủ, người muốn công khai chọn đội sao? Ông lão bình thản nói, đúng vậy, lần này lão phu muốn chọn đội, đứng ở bên phía học viện Thương Lan.
chẳng phải dệt hoa trên gấm vĩnh viễn không tốt bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay sao? Nói xong, ông ta biến mất khỏi đó. Chấm chấm. Núi lưỡng giới. Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước một ngôi nhà cỏ, người đàn ông đó quỳ một gối, tôn chủ, cô bé kia bị học viện thương mộc bắt cóc. Một hồi sau, căn nhà cỏ ầm ầm nổ tung. Một bé gái từ trong đó đi ra, sắc mặt bé gái tái xanh, học viện thương mộc. Thứ rác rưởi gì vậy? Nếu con bé có chuyện gì, bản tôn chắc chắc sẽ giết sạch học viên của học viện thương mộc. Chương 171, đây là kiếm ý gì? Dưới núi Thương Lan, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, trước mặt hắn là Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Kỳ An Chi. Diệp Huyên trầm giọng nói, đây là chuyện của ta, các ngươi không cần phải tham dự vào. Mạc Vân Khởi hơi bất mãn lên tiếng, này này, sao ngươi có thể nói những lời như vậy? Ngươi nói vậy tức là không coi chúng ta là huynh đệ. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó, Mạc Vân Khởi lại đột nhiên nghiêm mặt ngắt lời, đừng có nghĩ nhiều nữa. Diệp Liên không chỉ là muội muội của ngươi, mà cũng là muội muội của chúng ta. Dứt lời, hắn ta vỗ nhẹ mấy cái vào vai Diệp Huyên, đừng có nói lời thừa nữa. Đi thôi. Diệp Huyên nhìn ba người một cái rồi gật đầu. Một khắc sau, bốn người leo lên thuyền bay. Đi về phía Ninh Quốc. Ba người Diệp Huyên vừa lên thuyền bay, một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, khẽ thi lễ với Diệp Huyên, nói, Diệp công tử, lão phu là quản sự thuyền bay, Diệp công tử cứ gọi lão phu là Lý quản sự. Lão liếc nhìn bốn phía rồi nói, lần này thuyền bay có bốn vị, các vị cứ yên tâm về khoản an toàn, bên trên đã có lệnh, bốn phía đều có cường giả trấn thủ. Ngoài ra, cửu lâu chủ của chúng ta cũng âm thầm theo sát, nếu học viện thương mộc muốn đánh lén, túy tiên lâu chúng ta là người đầu tiên không cho phép. Nghe Lý quản sự nói vậy, ánh mắt ba người Mạc Vân Khởi đều hiện lên vẻ chấn kinh. Sự bá đạo của túy tiên lâu này không hề kém học viện thương mộc tí nào. Vậy mà bây giờ, thái độ của túy tiên lâu này với Diệp Huyên. Thực sự có vẻ như đang lấy lòng vậy. Diệp Huyên ôm quyền với Lý quản sự, ta sẽ nhớ kỹ ân tương trợ lần này. Nghe vậy, khóe miệng Lý quản sự cong lên thành một nụ cười sán lạn, Diệp công tử, lâu chủ còn có dặn dò nên hiện giờ chúng ta cũng đang điều tra âm mưu lần này của học viện thương mộc. Trước khi bốn vị đến Ninh Quốc, chúng ta sẽ cho công tử một câu trả lời hài lòng. Diệp Huyên khẽ gật đầu nói, đa tạ. Lý quản sự mỉm cười, các vị nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì xin cứ phân phó. Nói xong, lão khẽ thi lễ rồi lui xuống. Lúc này, Mạc Vân Khởi liền nhìn sang Diệp Huyên, có phải ngươi là con riêng của ông chủ túy tiên lâu không? Diệp Huyên lắc đầu. Con riêng. Đương nhiên hắn biết vì sao túy tiên lâu lại ra sức lấy lòng mình như vậy, đều là vì cô gái bí ẩn cả. Diệp Huyên nhìn ba người, nói các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kỳ An Chi nhìn theo bóng Diệp Huyên rồi cũng đi theo. Mạc Vân Khởi vẫn đứng yên đó, nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Huyên, than khẽ cái tên này. May mà năm xưa ông đây không gia nhập học viện thương mộc. Học viện thương mộc này, quá con mẹ nó bị ổi. Bạch Trạch gật đầu xác nhận, quả thực bị ổi. Mạc Vân Khởi nhìn sang Bạch Trạch, này to con, lần này đi có thể là thập tử vô sinh đấy. Bạch Trạch liếc nhìn Mạc Vân Khởi, chết cùng với ngươi. Ta cũng có hơi do dự. Khốn kiếp. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên vừa vào trong phòng thì bất ngờ quay phát lại, trước mắt hắn, cách không xa, chính là Kỳ An Chi. Kỳ An Chi đi tới trước mặt Diệp Huyên, nói, học viện thương mộc không dám làm con bé bị thương đâu. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Chắc chắn học viện thương mộc không dám giết Diệp Liên, vì một khi giết cô bé, bọn họ sẽ không có bất kỳ lợi thế gì nữa, đồng thời còn sẽ bị lão Kỳ điên cuồng trả thù. Hiện giờ học viện thương mộc cũng không dám cá chết lưới rách. Nhưng bọn họ lại không thể mặc kệ cho Diệp Huyên tiếp tục trưởng thành. Nếu cứ bỏ mặc Diệp Huyên, ngày sau học viện thương mộc sẽ lại càng lâm vào nguy khốn. Kỳ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyên, nói tiếp, nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta sẽ đưa con bé về. Diệp Huyên nhìn Kỳ An Chi, khẽ lên tiếng, chuyến này đi chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Kỳ An Chi nhìn thẳng vào hắn, không nguy hiểm, chúng ta sẽ không tới. Dứt lời, nàng ta mở chiếc túi mình mang theo, lấy ra hai cái bánh bao chay đưa cho Diệp Huyên, đừng để bị đói. Diệp Huyên. Một lát sau, Kỳ An Chi rời đi. Trong phòng, Diệp Huyên ngồi trên ghế, lấy ra một người gỗ nho nhỏ.
Người gỗ này giống hệt Diệp Liên. Diệp Huyên nhìn người gỗ trong tay, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động. Yếu. Cho tới nay, hắn vẫn cảm thấy mình rất mạnh, chỉ là trong thế hệ trẻ tuổi, khả năng cũng chỉ có An Lan Tú là có thể đánh với hắn một trận. Nói không kiêu ngạo chút nào thì là giả. Lần này, sự thật tàn khốc đã cho hắn biết, thật ra hắn vô cùng yếu ớt, đến mức không chịu nổi một kích. Lý Huyền Thương cùng người áo đen kia mang Diệp Liên đi, còn hắn thì sao? Hắn chỉ có thể lựa chọn đứng đó mà nhìn. Thậm chí, nếu không có Lão Kỷ, đến cơ hội nhìn hắn cũng không có. Hắn không trách Lão Kỷ, cũng không trách bất kỳ ai. Hắn chỉ tự trách mình quá yếu. Mình quá yếu. Hai mắt Diệp Huyên chậm rãi khép lại. Yếu, thì không có quyền lên tiếng. Yếu, cũng chỉ có thể mặc cho người khác ức hiếp. Yếu, cũng chỉ có thể chịu đựng mọi chuyện bất công ấm ức. Diệp Huyên siết chặt hai nắm tay, máu tươi tràn ra lòng bàn tay. Trong cơ thể hắn, kiếm Liên Tú hơi rung lên, càng lúc rung động càng mạnh hơn, cho đến khi toàn bộ thân thể Diệp Huyên đều rung lên. Không biết sau bao lâu, quanh cơ thể hắn lại tản ra một luồng ý nhàn nhạt. Lúc này, một tờ giấy trắng từ lầu 2 bay ra. Trên giấy là một thanh kiếm. Bốn phía xung quanh thanh kiếm là kiếm ý, mà đằng sau kiếm ý là một dấu. To tướng. Hiển nhiên, nó đang muốn hỏi đây là kiếm ý gì. Đế đô. Không biết ai đã nói ra chuyện học viện thương mộc cướp Diệp Liên đi, chẳng mấy chốc, gần như tất cả mọi người ở đế đô đều biết. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ đế đô đều sôi trào. Phẫn nộ. Chính là tâm tình của tất cả mọi người trong đế đô. Bọn họ vốn không thích học viện thương lan, hay nói đúng hơn là bọn họ chỉ thích cường giả. Mà chẳng có gì để nghi ngờ, so với học viện thương mộc thì học viện thương lan là bên yếu hơn. Bởi vậy, mới đầu tất cả mọi người đều đứng về phía học viện thương mộc. Trong thế giới này, đương nhiên mọi người đều thích cường giả. Nhưng sau khi chuyện kia xảy ra, đặc biệt là khi học viện thương mộc mời người Đường Quốc tới, có thể nói họ đã bị mọi người ở đế đô chán ghét đến cùng cực. Nên biết, Khương Quốc và Đường Quốc đã từng giao chiến vô số lần, có bao nhiêu người Khương Quốc đã chết dưới gót sắt của ngựa Đường Quốc chứ? Đặc biệt là những bách tính bình thường kia, đại đa số bọn họ đều có thân nhân bị Đường Quốc giết chết, còn cả binh lính ở đế đô nữa, không biết bao nhiêu hảo hữu của họ đã bị binh sĩ Đường Quốc giết chết. Vậy mà học viện thương mộc lại mời người Đường Quốc đến để đối phó với Diệp Huyên. Nên nhớ, Diệp Huyên là người Khương Quốc, bởi vậy, vô số người không cần suy nghĩ đã chọn đứng về phe Diệp Huyên. Nhưng đối mặt với họ là học viện thương mộc, nên phần đông đều chỉ giận mà không dám nói gì. Mà bây giờ, để giết Diệp Huyên, học viện thương mộc lại bắt cóc muội muội Diệp Liên của hắn. Mà đây lại chỉ là một cô bé bình thường. Đối với cách làm của học viện thương mộc, toàn bộ người trong đế đô đều vô cùng tức giận, hơn nữa, bọn họ cũng dám lên tiếng. Nhất thời, khắp đế đô từ đầu đường đến cuối ngõ đều bàn luận về chuyện học viện thương mộc, mà nói tới học viện thương mộc thì không một ai không tỏ vẻ khinh bỉ. Có thể nói, thanh danh của học viện thương mộc đã thối hết sức. Thương Sơn. Điện thương mộc. Là ai? Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên trong đại điện. Tại vị trí chủ chốt trong đại điện, mặt mũi Lý Huyền Thương tái xanh, là ai đang khống chế dư luận đế đô? Lúc này, Lê Tu bên dưới đứng dậy thưa, hẳn là Túy Tiên Lâu, có thể là cả Hoàng Thất Khương Quốc nữa. Ánh mắt Lý Huyền Thương lập tức lạnh xuống, bọn họ không có lý do gì để đứng về phía học viện Thương Lan. Chương 172, quân đối đãi với ta như vậy, ta há có thể phụ quân. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Huyền Thương. Hai mắt Lý Huyền Thương chậm rãi khép lại. Lê Tu, ngươi đã tra rõ lai lịch của Diệp Huyên kia chưa? Lê Tu gật đầu, hắn đến từ Thanh Thành. Khốn kiếp! Lý Huyền Thương đột nhiên gầm thét, một Thanh Thành nho nhỏ làm sao có thể bồi dưỡng ra một kiếm tu? Hơn nữa còn là một đại kiếm tu. Trước khi thiếu niên kia gia nhập học viện Thương Lan cũng đã là kiếm tu, có nghĩa là hắn mang theo kiếm kỹ mà tiến vào học viện Thương Lan. Mà khi hắn từ lưỡng giới thành trở về, thực lực đột nhiên tăng mạnh đến mức cả phần tuyệt cũng bị chém chết. Loại người này làm sao có thể là người bình thường? Đám trưởng quản tình báo các ngươi đều chỉ là hạng giá áo túi cơm hay sao? Sắc mặt Lê Tu tái nhợt. Hiện giờ, trong học viện thương mộc, có thể nói ông ta là người không được lòng mọi người nhất. Lúc trước, nếu hai mắt ông ta tinh tường hơn một chút, nhận Diệp Huyên vào học viện thương mộc, thì chắc chắn học viện thương mộc sẽ huy hoàng thêm vô số năm.
mà học viện Thương Lan sẽ chết đến mức không thể chết thêm được nữa, đến cả một tia hy vọng cũng không còn. Mà hiện giờ, học viện Thương Lan lại tràn đầy hy vọng, còn tình cảnh của học viện Thương Mộc ngày càng không tốt. Hết thảy đều chỉ vì lúc trước học viện Thương Mộc từ bỏ vị thiếu niên kia. Vị thiếu niên một lòng muốn gia nhập học viện Thương Mộc kia. Năm xưa, học viện Thương Mộc chế giễu Diệp Huyên là kẻ không có tư cách bước chân vào học viện, mà bây giờ toàn bộ đế đô đều cười nhạo bọn họ, chế giễu việc rác rưởi mà học viện Thương Mộc không cần đã chém chết học viên mạnh nhất của bọn họ. Đột nhiên Lý Huyền Thương nói, thôi, chuyện đã qua thì chẳng thể thay đổi, cũng không cần phải tiếp tục xoắn suýt mãi nữa. Dứt lời, ông ta nhìn lướt qua đám người trong đại điện, hiện giờ việc chúng ta cần phải làm là đoàn kết nhất trí, mặc kệ sau lưng Diệp Huyên kia có ai, lai lịch ra sao, hắn cũng phải chết. Năm xưa học viện Thương Lan xuống dốc thế nào, chắc các ngươi đều biết rất rõ. Cả đám người trong điện đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, trong nội bộ học viện Thương Mộc tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Lý Huyền Thương quay sang nhìn phó viện trưởng Mạc Tùng cách đó không xa, hỏi công việc chuẩn bị thế nào rồi. Mạc Tùng trầm giọng đáp, cũng ổn hết rồi. Bên Ninh Quốc kia, quốc chủ Thác Bạt Ngàn đã đồng ý yêu cầu của chúng ta, đến lúc đó sẽ phối hợp với chúng ta. Lý Huyền Thương khẽ gật đầu, còn học viện bên phía đế quốc Đại Vân thì sao? Mạc Tùng do dự một chút rồi đáp, bên kia yêu cầu một quyển võ kỹ cấp thiên. Nếu chúng ta đồng ý, bọn họ sẽ cho người trong học viện tới. Đồng ý với họ đi. Lý Huyền Thương đột nhiên nói, nếu bọn họ giết được Diệp Huyên, không chỉ cho bọn họ một cuốn võ kỹ cấp thiên hạ phẩm, mà còn cho họ thêm một quyển công pháp cấp thiên hạ phẩm nữa, ngoài ra tặng thêm một món linh khí cấp minh. Nghe vậy, tất cả mọi người trong điện đều ngẩn người. Cấp thiên. Đây chính là thứ có giá trị liên thành đó. Mà học viện Thương Mộc truyền thừa nhiều năm như vậy, tổng cộng còn chưa đến 5 môn võ kỹ cấp thiên, trong đó 3 môn chỉ là tàn quyển. Còn về linh khí cấp minh, toàn bộ học viện Thương Mộc mới chỉ có 6 món. Mà 6 món này đều do học viện Thương Mộc tích lũy gần ngàn năm mới có được. Thế mà, giờ đây phải đưa ra ngoài như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn cả đám người nói, tên Diệp Huyên này không chết, chắc chắn sẽ dẫn dắt học viện Thương Lan tiến lên, mà khi đó, rất có thể học viện Thương Mộc chúng ta sẽ dẫm vào vết xe đổ của học viện Thương Lan năm xưa. Đồ không có còn có thể kiếm lại được, nhưng nếu học viện Thương Mộc không còn, thì tất cả những thứ kia đều không có ý nghĩa gì hết. Tất cả mọi người trong điện đều trầm mặc. Lý Huyền Thương lại nhìn sang Mạc Tùng, hỏi, còn lại thì sao? Mạc Tùng trầm giọng nói, ngoại trừ học viện của bên đế quốc Đại Vân, còn có một số học viện của các nước khác cũng rất hứng thú với việc lần này, trong đó có mấy nơi có danh tiếng rất lớn. Còn có một vị là yêu nghiệt trong bảng võ. Ngoài ra, còn có một số tán tu, cũng đều biết thực lực của Diệp Huyên, bởi vậy, đã dám đến đều là người có tài. Nghe nói có một vài tổ chức sát thủ cũng phái người đến. Lý Huyền Thương nhắm hai mắt lại, hỏi, bên thế giới ngầm có phái người đến không? Mạc Tùng lắc đầu, không biết. Lý Huyền Thương trầm mặc chớp chớp mắt một cái rồi nói, ngươi phái người đi nói với bọn họ, nếu bọn họ giết được Diệp Huyên, cũng cho bọn họ một quyển võ kỹ cấp thiên. Không, truyền lệnh ra ngoài, chỉ cần có người giết được Diệp Huyên, học viện Thương Mộc ta sẽ tặng một cuốn võ kỹ cấp thiên hạ phẩm, một cuốn công pháp cấp thiên hạ phẩm, một món linh khí cấp minh hạ phẩm. Mạc Tùng nhìn Lý Huyền Thương, kinh hãi hô thù lao như vậy. Đủ để giết 10 tên hợp thần cảnh. Rất có thể, có một số lão già đã sống lâu năm cũng sẽ tới. Mọi người trong điện đều trợn mắt há hốc mồm. Thù lao như vậy, đừng nói Diệp Huyên, dù có bảo đi giết lão kia rằng cũng có người động lòng. Đương nhiên, động lòng là một chuyện, có dám tới hay không lại là chuyện khác. Sắc mặt Lý Huyền Thương có vẻ dữ tợn, học viện Thương Lan bảo vệ hắn, vậy ta muốn học viện Thương Lan trở thành kẻ địch của toàn bộ người trong thiên hạ. Nửa canh giờ sau, thù lao học viện Thương Lan công bố treo thưởng cho cái đầu của Diệp Huyên được công bố ra ngoài, các nước xung quanh đều sôi trào. Thù lao này thực sự quá kinh khủng. Lúc này, một vài thế lực trên núi khá gần Khương Quốc cũng hơi động lòng. Lưỡng Giới Thành, trong doanh trướng. Khương Cửu nhìn mật báo trước mặt thật lâu, cuối cùng, chậm rãi đứng dậy nói, thông báo với phụ hoàng của ta, đưa Lâm lão tới đây tỏa trấn. Tiếng nói vừa dứt, nàng ấy đã bước nhanh ra khỏi doanh trướng, xoay người leo lên một con ngựa. Sau lưng, một lão giả vội vàng nói, điện hạ, ngài là thống soái một quân,
làm sao có thể tùy tiện bỏ đi. Ngài. Khương Cửu lấy ra một tấm thẻ vàng, lúc trước Diệp Huyên đã đưa cho nàng tấm thẻ này. Tiền bên trong đã chuyển đi nhưng nàng vẫn luôn giữ lấy nó. Nhìn tấm thẻ trong tay, Khương Cửu nhếch miệng cười nói, quân đối đãi với ta như vậy, ta há có thể phủ quân. Tiếng nói vừa dứt, nàng ấy đã thúc ngựa rời đi. Chương 173, giấy thông hành. Trong một căn phòng trên thuyền bay, Diệp Huyên ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, quanh người hắn tỏa ra một luồng ý rất quỷ dị. Sở dĩ nói nó quỷ dị vì luồng ý này như có như không, lúc ẩn lúc hiện. Ở trong lối vào tầng thứ hai, một trang giấy bay tới trước mặt Diệp Huyên. Bên trên vẫn là một thanh kiếm, đằng sau thanh kiếm là một dấu. Rất lớn. Một lúc sau, Diệp Huyên đột ngột mở lớn hai mắt ra, hắn nhìn trang giấy ở trước mặt, sau đó nói nhỏ ta cũng không biết. Diệp Huyên nói xong thì đứng dậy, kiếm liên tú ở trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra bên ngoài, ngay sau đó, toàn bộ tầng một tháp giới ngục tràn ngập kiếm quang. Ở quanh kiếm liên tú, ngoài kiếm mang nhàn nhạt ra thì còn có một luồng ý lúc ẩn lúc hiện. Cùng lúc độ phù hợp giữa người với kiếm đã đạt tới 99%. Hiện giờ hắn đã không cần dùng khí ngự kiếm mà có thể dùng ý ngự kiếm rồi. Tốc độ của kiếm tăng lên không chỉ gấp 5 lần. Đây mới là ngự kiếm chân chính. Chấm chấm. Thuyền bay càng ngày càng tới gần Ninh Quốc. Ninh Quốc. Ninh Quốc, Khương Quốc và Đường Quốc rất gần nhau, có thể nói ba nước tiếp giáp với nhau, tạo thành hình tam giác. Chỉ có điều Ninh Quốc có ưu thế hơn Khương Quốc và Đường Quốc, có thể nói thực lực của Ninh Quốc mạnh nhất trong số ba nước. Nguyên nhân chủ yếu của việc này là vì Đường Quốc và Khương Quốc là kẻ thù truyền kiếp của nhau, chưa bao giờ hai nước ngừng tranh đấu, có chiến tranh là sẽ có hao tổn. Còn Ninh Quốc thì chỉ tập trung phát triển. Ngoài điều đó ra thì Ninh Quốc cũng có ưu thế thiên nhiên, bởi vì xung quanh nó, khoáng sản vô cùng phong phú, lại thêm Ninh Quốc không hề có thiên địch, bởi vậy có thể nói quốc lực của Ninh Quốc mạnh nhất trong số các nước xung quanh. Và lại Ninh Quốc luôn giữ thái độ trung lập, xưa nay chưa từng tùy tiện tham gia vào tranh đấu của bất kỳ nước nào. Cũng chính là vì nguyên nhân này, bất kể là Khương Quốc, Đường Quốc hay những nước xung quanh thì đều muốn kết giao với họ. Sáng sớm, một chiếc thuyền bay chậm rãi tới gần đế đô Ninh Quốc, khi còn cách đế đô Ninh Quốc chừng trăm trượng, một nam tử trung niên đột ngột xuất hiện ở trước thuyền bay, lạnh lùng nhìn thuyền bay có giấy thông hành không hả? Giấy thông hành. Bên trên boong thuyền bay, Diệp Huyên nhìn về phía Kỳ An Chi nói khẽ, bất kể là chiếc thuyền bay nào, nếu như không có giấy thông hành thì không thể tiến vào Ninh Quốc được, cho dù là Túy Tiên Lâu cũng không được. Nói xong, nàng ta dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục, ở trong Ninh Quốc, sức ảnh hưởng của Túy Tiên Lâu lẫn Học viện Thương Mộc đều rất thấp, bởi vì Hoàng thất Ninh Quốc rất mạnh. Năm đó thiếu chút nữa là hai thế lực này đã bị cường giả số một Ninh Quốc là Thác Bạt Phu tiêu diệt hoàn toàn. Cho dù cuối cùng hai thế lực cũng không bị tiêu diệt, thế nhưng khi hai thế lực này muốn làm gì ở Ninh Quốc thì đều phải xem sắc mặt của Hoàng thất Ninh Quốc. Kỳ An Chi nói vậy khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên, phải biết ở trong Khương Quốc, Túy Tiên Lâu và Học viện Thương Mộc vô cùng ngang ngược, bá đạo. Lúc này, Lý Quản sự đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người nam tử trung niên kia, hắn bấm tay một cái, một tấm thẻ xuất hiện trước mặt nam tử trung niên, nam tử đó lập tức quay người lại, biến mất không thấy đâu nữa. Chiếc thuyền bay tiếp tục tiến tới trước, không lâu sau, chiếc thuyền bay từ từ hạ xuống, vững vàng hạ xuống đế đô Ninh Quốc. Trên boong thuyền bay, Lý Quản sự đi tới trước mặt bốn người Diệp Huyên, khẽ khom người xuống, Diệp công tử, chúng ta đã điều tra ra được âm mưu của Thương Mộc, bọn chúng đã phát lệnh treo thưởng cho các nước xung quanh, phần thưởng rất hậu hĩnh, giá trị rất lớn, bởi vậy sẽ có rất nhiều người tới đây tiến vào trong bí cảnh, hơn nữa không có kẻ nào yếu cả. Mà mục đích của bọn họ tuyệt đối không phải là thăm dò bí cảnh, mà là muốn vây giết ngươi. Diệp Huyên gật đầu, biết rồi. Cảm ơn đã báo cho ta. Lý Quản sự nhìn Diệp Huyên, thấy Diệp Huyên vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn do dự đôi chút mới nói, Diệp công tử, những kẻ tới đây đều không phải hạng đơn giản đâu, thậm chí còn có người ở trên bảng võ. Diệp Huyên ôm quyền đáp, Diệp Huyên này sẽ khắc ghi sự giúp đỡ của Quý Lâu ở trong lòng, cáo từ. Nói xong, hắn và ba người Kỳ An Chi quay người đi xuống dưới thuyền bay, chỉ trong chốc lát đã biến mất ở phía cuối con đường. Bên trên thuyền bay, Lý Quản sự quay người lại, cách chỗ hắn không xa có một ông lão đang đứng. Ông ta chính là Cửu Lâu chủ của Túy Tiên Lâu. Lý Quản sự trầm giọng nói, lâu chủ,
Lần này học viện Thương Mộc đã bỏ vốn gốc để tiêu diệt Diệp công tử rồi, chúng ta công khai đứng về phía hắn, làm vậy đúng là có phần mạo hiểm. Cửu Lâu chủ bình thản đáp, mạo hiểm. Nếu hiện giờ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì sau này sẽ không thể xóa bỏ khoảng cách giữa hắn và Túy Tiên Lâu chúng ta nữa. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía chân trời xa xăm. Phía sau vị thiếu niên này là một vị kiếm tiên đó. Kiếm tiên đó. Toàn bộ khu vực Thanh Châu chưa từng xuất hiện kiếm tiên. Cho dù là kiếm chủ thương giới thì cũng không thể đạt tới trình độ kiếm tiên. Đừng nói chỉ là một phân viện của Học viện Thương Mộc, cho dù chủ viện của Học viện Thương Mộc cũng phải cúi đầu trước một vị kiếm tiên. Vào giờ khắc này, Học viện Thương Mộc điên cuồng muốn trả thù Diệp Huyên, vừa nghĩ tới đây, Cửu Lâu chủ đột nhiên lắc đầu, cười một tiếng, Học viện Thương Mộc, sao các ngươi lại ưu tú như vậy chứ? Chấm chấm. Hoàng cung Ninh Quốc. Một cô gái ngồi trên ghế rồng, trên người mặc áo rồng màu vàng, áo rồng cũng không hề rộng thùng thình, ngược lại còn rất vừa người, khiến những đường cong trên cơ thể nàng ta được thể hiện ra toàn bộ. Mái tóc nàng ta rất dài, tùy ý xóa ở sau đầu, hiện giờ nàng đang xem tấu chương, gương mặt bình tĩnh, giữa hai lông mày tỏa ra khí thế uy nghiêm. Cô gái trước mặt chính là quốc chủ Ninh Quốc, Thác Bạt Ngạn. Chương 174, muội muội ta đâu? Một lúc sau, Thác Bạt Ngạn đóng quyển tấu chương lại, người ta bảo các ngươi tìm chính là tên Diệp Huyên này sao? Ở trong một góc tối tăm, một giọng nói vang lên, bẩm bệ hạ, đúng vậy. Chúng ta đã điều tra rõ ràng lai lịch của người này, hắn là người Thanh Thành, Khương Quốc, không rõ cha mẹ là ai, hắn và muội muội sống nương tựa vào nhau. Trước năm 12 tuổi, hắn dẫn theo muội muội, sống khổ cực ở trong nhà họ Diệp, sau này được tộc trưởng nhà họ Diệp coi trọng, phong làm thế tử của nhà họ Diệp. Rất nhanh giọng nói kia đã thuật rõ ràng tất cả mọi chuyện liên quan tới Diệp Huyên, từ khi còn ở Thanh Thành cho tới tận đế đô, đương nhiên là cũng có một vài chuyện ngoại lệ. Một lúc sau, Thác Bạt Ngạn tựa lưng vào ghế rồng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, các ngươi chỉ điều tra được bề ngoài mà thôi. Giọng nói kia lại vang lên từ trong góc tối, theo phân tích của chúng ta thì sau lưng Diệp Huyên ngoài Học viện Thương Lan ra thì còn có cao nhân khác. Chỉ là chúng ta không thể điều tra ra được đối phương là ai cả. Chỉ có điều người này từng giết chết một vị quản sự của Túy Tiên Lâu ở trên thuyền bay của Túy Tiên Lâu, nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự. Không chỉ vậy, Túy Tiên Lâu còn không ngừng lôi kéo người này, bởi vậy chúng ta phỏng đoán người đứng sau hắn không hề đơn giản chút nào. Không hề đơn giản. Thác Bạt Ngạn đột ngột mở mắt ra, hai con ngươi của nàng ta lạnh lẽo như đao vậy. Vào giờ khắc này, nàng ta nghĩ đến thời khắc mình bị hai luồng kiếm quang ghim ở trên cây. Khi đối mặt với hai luồng kiếm quang kia, nàng ta không hề có lực phản kháng. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên, lần này Học viện Thương Mộc muốn Ninh Quốc chúng ta vây giết người này, bệ hạ, tất cả thành viên của mưu trí các xin bệ hạ hãy từ chối lần giao dịch với Học viện Thương Mộc này. Thác Bạt Ngạn lạnh nhạt hỏi, vì sao? Trong góc tối tăm kia, giọng nói đó lại vang lên, người này đi từ Thanh Thành tới Đế Đô, lại từ Đế Đô tới Lưỡng Giới Thành, từ Lưỡng Giới Thành tới Đế Đô. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn đột ngột tăng mạnh, lại thêm thái độ của Hoàng thất Khương Quốc và Túy Tiên Lâu đối với hắn nữa thì chúng ta phỏng đoán rằng sau lưng hắn ta nếu như không có một vị cường giả siêu cấp thì cũng sẽ có một thế lực siêu cấp, Ninh Quốc chúng ta không nên gây thù với hắn. Thác Bạt Ngạn bình thản nhìn chân dung của Diệp Huyên, không nói gì cả. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ra bên ngoài, quỳ một gối xuống, nói, bẩm bệ hạ, lần này có 76 người tới tham gia vây công Diệp Huyên, 76 người này đều là thiên tài yêu nghiệt tuyệt đỉnh đến từ các nước, trong đó có 3 người ở trên bảng võ, Học viện Thương Mộc của Đế quốc Đại Vân cũng phái người tới đây, về phần là ai thì chúng ta vẫn chưa tra được. Ngoài đó ra, thế giới ngầm cũng phái người đến, về phần là ai thì tạm thời chúng ta vẫn chưa tra được. Thế giới ngầm. Thác Bạt Ngạn nhíu chặt mày, tổ chức sát thủ này cũng tới tham gia sự kiện này sao? Người áo đen trầm giọng đáp, lần này Học viện Thương Mộc đã treo thưởng quá hậu hĩnh, không có ai không động lòng cả. Thác Bạt Ngạn gật đầu, lui xuống đi. Người áo đen quay người rời khỏi. Cung điện rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, sau khi bí cảnh mở ra, Ninh Quốc chúng ta không tham gia vào việc lần này. Báo cho tất cả các thế gia của Ninh Quốc và thành viên Hoàng thất không được tham gia vào hành động vây quét Diệp Huyên, người vi phạm, chém. Tuân lệnh. Đế đô Ninh Quốc, 4 người Diệp Huyên vừa mới đi vào trong đế đô thì đã bị một đám người vây lại.
có mười mấy người xuất hiện trước mặt đám Diệp Huyên, những người này mặc đồng phục, trên ngực trái áo của bọn họ đều có một biểu tượng. Biểu tượng của Học viện Thương Mộc. Ở hai bên đường phố có vô số người vây xem, hiển nhiên là đang hóng trò vui. Ở đối diện Diệp Huyên, một tên học viên của Học viện Thương Mộc cười lạnh, chắc hẳn ngươi chính là Diệp Huyên của Học viện Thương Lan ở Khương Quốc nhỉ, nghe nói đầu ngươi rất đáng tiền. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi đó. Ngay sau đó, phụt, nam tử vừa mới nói chuyện im bặt, cùng lúc đó, yết hầu gã đột ngột vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. Sắc mặt tất cả mọi người có mặt tại đó đều thay đổi. Diệp Huyên không hề dừng lại, lòng bàn tay mở ra, kiếm liên tú trong lòng bàn tay hắn đột nhiên bắn ra ngoài. Phụt 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 phụt. Ở giữa sân, một sợi kiếm quang như bươm bướm bay giữa vườn hoa, tùy tiện đi tới đi lui giữa đám học viên của Học viện Thương Mộc. Á á! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cùng lúc đó, đám đầu đám học viên của Học viện Thương Mộc lần lượt rơi xuống dưới đất. Không có bất kỳ ai sống sót. Tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra. Đám người Kỳ An Chi cũng sững sờ, ba người đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều tỏ vẻ nghiêm nghị. Vào lúc này, lệ khí trên người Diệp Huyên quá nặng, quá nồng nặc. Dường như đã biến thành một người khác vậy. Đúng lúc này, kiếm liên tú rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, một giọt máu tươi chậm rãi từ trên mũi kiếm liên tú nhỏ xuống dưới. Diệp Huyên thu kiếm về, chậm rãi đi về phía xa xa, vừa đi được hai bước thì hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì cách trước mặt hắn không xa có một nam tử trung niên đang đứng, nam tử đó nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nơi này là Ninh Quốc, không phải Khương Quốc, không phải chỗ ngươi có thể dương oai. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột ngột biến mất khỏi chỗ, ngay sau đó, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu nam tử trung niên kia, cùng lúc đó, một thanh kiếm chém thẳng xuống. Kiếm rất nhanh, nam tử trung niên kia còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị chém thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe. Thu kiếm về. Diệp Huyên lau mau tươi bị bắn lên trên mặt, lẩm bẩm, ta tới đây để đưa muội muội về nhà mà thôi. Nói xong, hắn mơ màng nhìn xung quanh, muội muội ta đang ở đâu? Đám người xung quanh đều tỏ vẻ mặt kiêng kỵ, trong đôi mắt tỏ rõ thái độ sợ hãi. Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên trở lên dữ tợn, ngay sau đó, kiếm liên tú trong tay hắn chấn động kịch liệt, một luồng kiếm quang lóe lên. Ầm. Một căn nhà cách đó không xa ầm ầm không đủ. Tên này điên rồi, chạy mau. Chương 175, hắn không giống như đang giả vờ. Tất cả mọi người đều nhận ra hiện giờ đầu óc Diệp Huyên không được bình thường. Đám người xung quanh không dám đứng xem nữa, điên cuồng chạy trốn khắp nơi. Ba người Kỳ An Chi và Mạc Vân Khởi thì vội vàng đi tới trước mặt Diệp Huyên, khi thấy Diệp Huyên định tiếp tục ra tay thì Mạc Vân Khởi ôm chặt lấy cánh tay hắn, đại ca. Ngươi tỉnh lại đi mà. Diệp Huyên ngẩn người ra, một lúc lâu sau hắn mới quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Khởi, ngươi làm gì vậy? Ta. Mạc Vân Khởi ngỡ người, ngươi không nhớ mọi chuyện xảy ra khi nãy sao? Diệp Huyên nhíu mày, chuyện gì hả? Mạc Vân Khởi. Lúc này, Bạch Trạch chỉ vào một cái xác cách đó không xa. Diệp Huyên quan sát những thi thể ở xung quanh. Sau đó hắn nhìn về phía Mạc Vân Khởi, ngươi làm à? Mạc Vân Khởi lập tức nhảy dựng lên, thổ phỉ, ngươi mất trí nhớ thật hay mất trí nhớ giả vậy? Diệp Huyên nhíu chặt mày hơn, do ta làm. Ba người Mạc Vân Khởi. Lúc này Diệp Huyên lắc đầu nói, đi thôi, tới bí cảnh nào? Nói xong, hắn cầm kiếm chậm rãi đi tiếp. Mạc Vân Khởi đứng ở chỗ cũ trầm giọng nói, hắn không giống như đang giả vờ. Bạch Trạch và Kỳ An Chi gật đầu. Mạc Vân Khởi thở dài một tiếng, tình cảm giữa huynh muội bọn họ, nếu như con bé bị nguy hiểm tới tính mạng thì không biết hắn sẽ biến thành như thế nào nữa, chao ôi, đi thôi nào. Ba người vội vàng đuổi theo. Hiện giờ Diệp Huyên khá là khác thường. Chuyện hơn 10 tên học viên Học viện Thương Mộc bị Diệp Huyên chém giết nhanh chóng truyền tới Học viện Thương Mộc của Ninh Quốc, chỉ trong thời gian ngắn, mười mấy tên học viên của Học viện Thương Mộc xông ra ngoài học viện. Chạy tới chỗ Diệp Huyên. Ở ngã tư đường nào đó, bốn người Diệp Huyên đột ngột dừng lại, đám học viên của Học viện Thương Mộc đang xông tới chỗ họ. Ở cách đó không xa, trong đám học viên của Học viện Thương Mộc, tên thanh niên cầm đầu tức giận chỉ về phía Diệp Huyên, đây là Ninh Quốc, không phải Khương Quốc của ngươi đâu. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột ngột biến mất khỏi vị trí. Khi thấy vậy, sắc mặt nam tử đang nói chuyện lập tức thay đổi,
Hắn định lui về phía sau, nhưng đúng lúc này một luồng kiếm quang chém về phía hắn với tốc độ nhanh như chớp. Quá nhanh rồi. Phụt. Nam tử kia còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị bay ra bên ngoài. Diệp Huyên cũng không hề dừng tay lại, hắn dùng ý niệm điều khiển, kiếm liên tú lại bay ra, chém một cái, thân thể một tên học viên học viện Thương Mộc lập tức bị chặt ngang làm đôi. Khi thấy vậy, sắc mặt đám học viên học viện Thương Mộc lập tức thay đổi, vội vàng lùi về phía sau. Về phần Diệp Huyên, hắn không hề dừng tay lại, điên cuồng đuổi theo đám người kia. Làm càn. Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ đột nhiên vang lên giữa không trung. Ngay sau đó, một luồng uy áp vô hình bao phủ Diệp Huyên. Cường giả thông u cảnh. Diệp Huyên đột ngột ngẩng đầu lên, có một ông lão đang đứng trên đỉnh đầu hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt bộc lộ ra sát khí. Ông lão đang định nói gì thì chân phải Diệp Huyên đột nhiên đạp một cái, toàn thân phóng lên trên trời. Nhất kiếm định sinh tử. Trên không trung, sắc mặt ông lão kia lập tức thay đổi, hai tay đè vào nhau, ép xuống bên dưới. Ầm. Một luồng gợn sóng vô hình chấn động lan ra giữa không trung, nhưng luồng kiếm quang ở bên dưới dễ dàng xé rách gợn sóng này, ngay sau đó. Phụt. Một cái đầu dính đầy máu rơi từ trên không trung xuống dưới. Tất cả mọi người ở gần đó đều ngẩn ra, đặc biệt là đám học viên học viện Thương Mộc cách đó không xa, bọn chúng đã hoàn toàn hóa đá. Ông lão khi nãy là trưởng lão ngoại viện của học viện Thương Mộc đó. Chính là cường giả thông u cảnh. Nhưng lại bị một kiếm giết chết trong nháy mắt. Bốn người Mạc Vân Khởi cũng cảm thấy kinh ngạc, bọn họ biết thực lực của Diệp Huyên rất mạnh, cũng biết thực lực của hắn đủ để chiến thắng cường giả thông u cảnh, nhưng bọn họ không ngờ rằng Diệp Huyên có thể giết thông u cảnh trong nháy mắt. Giết trong nháy mắt đó. Chương 176, Huynh sẽ đưa muội về nhà ngay thôi. Hiện giờ tên này thấy ai cũng muốn giết, hơn nữa càng giết càng hưng phấn. Nhất định phải mau chóng tìm được Diệp Liên. Nếu không thì hắn cũng không biết Diệp Huyên sẽ gây ra chuyện gì nữa. Sau khi Mạc Vân Khởi kéo Diệp Huyên đi, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía hắn, Mạc ngu ngốc, ngươi giữ ta làm gì vậy? Mạc Vân Khởi. Nửa canh giờ sau, bốn người đi tới dãy núi Ngọc Sơn, dãy núi Ngọc Sơn mênh mông vô bờ, căn bản không thấy điểm cuối. Sau khi bốn người Diệp Huyên tiến vào trong dãy núi mênh mông, lông mày Bạch Trạch đột nhiên nhíu lại có điểm rất lạ. Bốn người dừng lại. Bạch Trạch nằm dạp trên mặt đất, y nhẹ nhàng hít hà mặt đất, một lúc sau y quay đầu nhìn ba người Diệp Huyên, có hơi thở của người, không chỉ một người. Không chỉ một người. Mạc Vân Khởi đang định nói gì thì Diệp Huyên đột nhiên đi tới, không phải sợ, ta phụ trách giết người, các ngươi chịu trách nhiệm chôn là được. Nói xong, hắn đột nhiên tăng tốc. Khi thấy cảnh này, sắc mặt ba người Mạc Vân Khởi thay đổi, Mạc Vân Khởi vội vàng xông tới, Diệp Thổ Phỉ, ngươi bình tĩnh lại đi. Tốc độ của Diệp Huyên rất nhanh, ngay phía sau lưng hắn chính là ba người Mạc Vân Khởi. Không biết bao lâu sau, Diệp Huyên đột ngột dừng lại. Hắn vừa dừng lại thì Mạc Vân Khởi đã xuất hiện ở bên cạnh, Mạc Vân Khởi vừa định nói gì thì Diệp Huyên đã chỉ xuống mặt đất cách đó không xa, Mạc Vân Khởi nhìn về chỗ đó, ngoài lá cây đầy đất thì không còn gì cả. Đúng lúc này, chân phải Diệp Huyên đá nhẹ một cái, một tảng đá bay thẳng về phía khu vực đó. Ầm. Toàn bộ mặt đất đột ngột sụp đổ, cùng lúc đó, vô số mũi tên từ dưới đất bắn thẳng lên trời. Trong nháy mắt này, có hơn 100 mũi tên bắn đến, trên đầu mỗi mũi tên đều có bôi chất lỏng màu xanh biếc, hiển nhiên là kịch độc. Vừa thấy vậy, sắc mặt của Mạc Vân Khởi lập tức thay đổi. Nếu như vừa nãy đi qua đó thì chắc chắn sẽ bị bắn thành nhím. Đúng lúc này mũi chân của Diệp Huyên đạp nhẹ một cái, thân thể bay thẳng về phía bên phải. Diệp Huyên phát hiện ra ba gã thanh niên ở phía sau mấy cây đại thụ ở bên phải. Khi ba người này thấy Diệp Huyên lao tới, sắc mặt lập tức thay đổi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đang định ra tay thì kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên biến mất không thấy đâu, ngay sau đó. Phụt phụt phụt. Đầu của ba người lập tức bay ra ngoài. Diệp Huyên điểm mũi chân xuống đất, thân thể bay ra ngoài, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát hắn đã đi tới trước một cây đại thụ. Hắn liếc nhìn vị trí giữa cây, ở đó có một dấu chân rất mờ. Im lặng trong nháy mắt. Ong. Một thanh kiếm phóng lên tận trời, nhưng rất nhanh kiếm liên tú đã trở lại trong tay hắn. Nhưng có một cái đầu đẫm máu xuất hiện ở dưới chân hắn. Diệp Huyên đột ngột giẫm lên trên cái đầu kia, cái đầu nổ tung. Lợi hại.
Đúng lúc này, từ cách đó không xa, một giọng nói đột ngột vang lên. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, cách chỗ hắn chừng vài chục trượng có một nam tử tóc dài đang đứng đó, bề ngoài của gã khá xấu xí, đặc biệt là cái miệng bị thiếu mất một góc kia, đôi mắt nhỏ như mắt chuột, bề ngoài vô cùng hèn mọn, xấu xí. Gã nhếch mép cười một tiếng, không hổ là người giá trị nhiều tiền như vậy, đúng là có tài, chỉ là hiện giờ mới bắt đầu mà thôi. Nghe nói muội muội của ngươi đã bị đưa vào trong bí cảnh rồi, chúng ta chờ ngươi ở trong bí cảnh, nếu như ngươi tới chậm, he he. Nói xong, gã quay người lại, thân hình rung lên, biến mất khỏi đó. Diệp Huyên cũng biến mất khỏi vị trí cũ, nhưng rõ ràng tốc độ của hắn chậm hơn nam tử tóc dài kia, khoảng cách giữa hắn và nam tử tóc dài kia không ngừng bị kéo giãn. Ở nơi xa, nam tử tóc dài kia quay đầu lại nhìn Diệp Huyên, ngươi phải nhanh lên, nếu không thì sợ rằng muội muội ngươi sẽ rất thảm đó, ha ha. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nam tử tóc dài. Người này chính là Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi lạnh lùng nhìn tên thanh niên tóc dài kia, ngươi nghĩ ngươi rất nhanh hả? Vừa nói xong, Mạc Vân Khởi đột nhiên biến mất khỏi đó, cùng lúc đó, một tàn ảnh xuất hiện. Khi thấy vậy, sắc mặt nam tử tóc dài đó thay đổi, gã bay ra phía sau, tay phải vung ra trước, mấy luồng sáng bạc bắn ra khỏi lòng bàn tay hắn. Ở phía xa, thân hình Mạc Vân Khởi lóe lên, tránh thoát xô ám khí này. Khi hắn định ra tay thì từ phía xa vang lên tiếng kêu thảm thiết của tên thanh niên tóc dài đó. Mạc Vân Khởi ngẩng đầu lên nhìn, ở cách đó không xa, nam tử tóc dài nằm rạp trên đất, hai chân của gã đã bị Diệp Huyên cắt tận gốc. Diệp Huyên cũng không hề định giết nam tử tóc dài, hắn đột nhiên đâm một kiếm vào xương quai xanh của đối phương, sau đó cứ như vậy kéo nam tử tóc dài đi tới, trên mặt đất dính đầy máu tươi. Nam tử tóc dài gằn giọng, đồ khốn, cho ông được chết một cách thoải mái đi. Cho ông được chết một cách thoải mái đi. Diệp Huyên không hề để ý tới đối phương, cứ như vậy kéo gã đi về phía trước. Đúng lúc này, Bạch Trạch và Kỳ An Chi đuổi tới, Mạc Vân Khởi thở dài một tiếng, vì sao những kẻ này lại cứ lao đầu vào trêu chọc tên cuồng muội muội này nhỉ? Cuồng muội muội. Khi sống chung với Diệp Huyên, bọn họ phát hiện ra một điều, đó là bình thường Diệp Huyên rất hài hước, rất vô hại, nhưng hắn có một vảy ngược, đó chính là muội muội hắn. Ai dám động vào muội muội hắn thì tên này sẽ lập tức biến hình. Là một tên cuồng muội muội chân chính. Mạc Vân Khởi lại thở dài một tiếng, đi thôi, trong số những kẻ tới đây có kẻ quang minh chính đại, nhưng cũng rất đông đám lén lút. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Trạch và Kỳ An Chi, Bạch Trạch, thân thể ngươi rất mạnh mẽ, chút nữa ngươi đi theo bên cạnh hắn, cản tên bắn lén thay hắn. Kỳ học tỷ, ngươi mau mau liên lạc với lão Kỳ đi. Để xem ông ấy có thể tìm vài cứu binh tới đây hay không. Nói thật thì chỉ với bốn người chúng ta, mẹ nó, ta cảm thấy sợ hãi, thật đó. Đặc biệt là thỉnh thoảng tên Diệp Thổ Phỉ kia còn không được bình thường. Kỳ An Chi gật đầu, ta đang liên hệ rồi. Bạch Trạch nhìn về phía Mạc Vân Khởi, ngươi thì sao? Ngươi làm gì hả? Mạc Vân Khởi đáp, tốc độ của ta nhanh nhất trong số bốn người, sau khi tiến vào ta sẽ tách khỏi các ngươi, đi trước tìm kiếm Tiểu Liên Nhi. Mau chóng tìm thấy con bé trước đám người kia. Đi thôi, hiện giờ tên kia chỉ có một mình, ta cảm thấy không yên lòng. Nói xong, ba người vội vàng đuổi theo. Chấm. Diệp Huyên dùng kiếm kéo tên thanh niên tóc dài kia rời khỏi rừng rậm, tiến tới một vùng bình nguyên, tên thanh niên tóc dài kia điên cuồng gầm thét, không ngừng đòi chết. Nhưng Diệp Huyên không cho hắn được chết một cách dễ chịu. Diệp Huyên đột nhiên ngừng lại. Hắn quay người nhìn về phía tên thanh niên tóc dài đang không ngừng kêu rên kia, Diệp Huyên nhếch mép cười một tiếng, trước đây ta đã quá nhân từ rồi, vậy nên bọn chúng mới dám bắt nạt muội muội ta, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Vừa dứt lời, hắn đá mạnh lên đầu tên thanh niên tóc dài kia. Ầm, cái đầu kia mang theo một dòng máu kia, bay lên trên không trung. Diệp Huyên đứng ở đó, cầm kiếm đi tới trước, ánh mắt có phần ngây dại, muội hãy yên tâm nhé. Huynh nhất định sẽ đưa muội về nhà, bất kỳ ai dám tổn thương tới muội, huynh sẽ không buông tha cho chúng, không buông tha cho bất kỳ tên nào. Chương 177, cược. Ở một hẻm núi có một cánh cổng ánh sáng màu xanh lam, cánh cổng ánh sáng này giống như một vòng xoáy, khá là thần bí. Đúng lúc này, một thiếu niên cầm trường kiếm trong tay chậm rãi đi tới. Người tới chính là Diệp Huyên. Bên cạnh Diệp Huyên là ba người Mạc Vân Khởi. Kỳ An Chi nhìn cánh cổng ánh sáng ở phía xa xa, lên tiếng, nơi đó chính là bí cảnh.
Đôi mắt Diệp Huyên chậm rãi nhắm lại, ta không biết có thứ gì chờ đợi ta ở bên trong, nhưng ta nhất định phải vào đó, còn các ngươi. Được rồi, được rồi. Vào lúc này, Mạc Vân Khởi ở bên cạnh khoát tay áo, ngươi dài dòng quá rồi đó, ngươi mau vào trong thu hút hỏa lực đi, rồi ta sẽ vào tìm kiếm Tiểu Liên Nhi. Diệp Huyên nhìn về phía ba người Mạc Vân Khởi, không nói gì nữa cả, quay người đi về phía cánh cổng ánh sáng. Bạch Trạch và Kỳ An Chi đi theo. Rất nhanh ba người đã tiến vào trong cánh cổng ánh sáng. Lúc này, Mạc Vân Khởi hít sâu một hơi, Tiểu Liên Nhi, muội đừng xảy ra chuyện gì nhé, ta vẫn muốn ăn cơm muội làm đó. Nói xong, thân người hắn run lên, tiến thẳng vào trong cánh cổng ánh sáng. Ở gần đó, chừng nửa phút sau, có vô số tàn ảnh từ bốn phía bay tới đây, những tàn ảnh này nhanh chóng tiến vào trong cánh cổng ánh sáng. Ở trên không trung nơi nào đó, một ông lão nhìn chằm chằm vào cánh cổng ánh sáng bên dưới. Người này chính là viện trưởng của Học viện Thương Mộc, Lý Huyền Thương, ở bên cạnh ông ta còn một người áo đen khác. Người áo đen này đột nhiên nói, người này không đơn giản đâu. Gương mặt Lý Huyền Thương không bộc lộ cảm xúc gì, cũng vì hắn không đơn giản vậy nên mới càng phải chết. Người áo đen im lặng không nói gì. Hai mắt Lý Huyền Thương từ từ nhắm lại, khi cần thiết thì không tiếc bất cứ giá nào. Ở một nơi khác, trên đỉnh một cái cây nào đó, hai ông lão chăm chú nhìn về phía cổng ánh sáng cách đó không xa. Hai người này chính là quốc chủ tiền nhiệm của Khương quốc Khương Việt Thiên và cửu lâu chủ của Túy Tiên Lâu. Khương Việt Thiên đột nhiên nhìn về phía cửu lâu chủ, cười nói, cửu lâu chủ, lần này Túy Tiên Lâu các ngươi chọn đội khiến ta rất bất ngờ đó. Cửu lâu chủ lạnh nhạt đáp, ngươi cũng khiến ta cảm thấy bất ngờ đó, phải biết lần này nếu như ngươi cược thua, Hoàng thất Khương quốc các ngươi sẽ bị Học viện Thương Mộc điên cuồng trả thù đó. Khương Việt Thiên cười đáp, lần này cửu lâu chủ đánh cược quá lớn rồi, như này đi, liên thủ nhé. Cửu lâu chủ im lặng. Khương Việt Thiên nói, lần này sẽ có vài lão bất tử tới đây, chúng ta có thể ngăn cản mấy lão quái vật này cho hắn, về phần những người trẻ tuổi đó thì tự hắn giải quyết. Sau khi im lặng một lúc, cửu lâu chủ gật đầu, được. Khương Việt Thiên quay đầu nhìn về phía cửa ánh sáng phía xa xa, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị. Cược. Lần này Hoàng thất Khương quốc đang đánh cược. Ông ta cược sau lưng Diệp Huyên có một vị cường giả siêu cấp. Nếu như cược thắng, Học viện Thương Mộc bại, Hoàng thất Khương quốc sẽ thu hoạch được lợi ích cực lớn, hơn nữa còn có thể lôi kéo được Diệp Huyên. Phải biết quan hệ giữa Diệp Huyên và cửu công chúa rất tốt, mà lần này bọn họ công khai chọn đội, mối quan hệ này sẽ càng tốt đẹp hơn. Với thiên phú của Diệp Huyên, tương lai của hắn không có giới hạn, Diệp Huyên càng mạnh thì Hoàng thất Khương quốc sẽ nhận được càng nhiều ích lợi. Nhưng nếu như cược thua, Hoàng thất Khương quốc sẽ đối lập hoàn toàn với Học viện Thương Mộc, mà khi đó Học viện Thương Mộc chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù Khương quốc, thậm chí kết hợp với Đường quốc để đối phó với Khương quốc. Không thể thua được. Hai mắt Khương Việt Thiên từ từ nhắm lại. Thật ra ông ta cũng không muốn đập nồi dìm thuyền như vậy, nhưng đâu có cách nào khác, bởi vì Khương Cửu đã tới Ninh quốc rồi, trừ khi Khương quốc từ bỏ cả Khương Cửu, nếu không Khương Cửu đứng về phía Diệp Huyên thì chẳng khác nào Hoàng thất Khương quốc đang đứng về phía Diệp Huyên. Một lúc sau, Khương Việt Thiên lắc đầu thở dài, con gái lớn không thể giữ được mà. Chương 178, xin lỗi, ta không đồng ý. Ở trên một tảng đá lớn ở một nơi nào đó, một cô gái mặc áo rồng màu đen, ngạo nghễ đứng đó. Hai tay nàng ta tùy ý để ở sau lưng, mái tóc để mặc gió thổi bay, toàn thân tỏa ra hơi thở uy nghiêm, bá đạo vô hình. Người này chính là Thác Bạt Ngạn. Có một ông lão và bà lão đứng sau Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn thản nhiên nhìn cổng ánh sáng ở phía xa, các ngươi nói xem thiếu niên kia vì cứu muội muội của mình, biết rõ nơi này là tử cục nhưng vẫn muốn tới, hắn ngu xuẩn hay xử lý mọi việc theo cảm tính. Ông lão sau lưng Thác Bạt Ngạn lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Sợ rằng thiên phú của người này gần sánh bằng với An Lan Tú, nếu như giữ được tính mạng thì sau này muốn phá hủy Học viện Thương Mộc cũng không phải là chuyện không thể nào. Hắn ngậm miệng lại. Đúng lúc này, bà lão bên cạnh ông lão đột nhiên lạnh lùng liếc nhìn ông ta, lão thân thấy ông mới ngu xuẩn đó. Khóe miệng ông lão giật giật, không dám mạnh miệng, chỉ hừ lạnh một tiếng. Bà lão nhìn về phía cổng ánh sáng, bệ hạ, theo lão thân thấy thì người này trọng tình trọng nghĩa, có thể coi là một đấng nam nhi chân chính. Thác Bạt Ngạn lạnh nhạt nói, hắn làm vậy sợ rằng sẽ hy sinh vô ích mà thôi.
Bà lão lắc đầu, lão thân cảm thấy hy sinh hay không cũng không phải gì to tát, chủ yếu là hắn có dám tới hay không. Nếu như không dám tới, nhìn muội muội chết đi, tương lai cho dù trở thành kiếm tiên thì cũng chỉ là một tên nhát cái mà thôi. Ông lão nhíu mày, bà không thể văn minh hơn hả? Bà lão trừng mắt với đối phương, sau đó nhếch miệng, không nói gì nữa cả. Thác Bạt Ngạn đứng trên tảng đá, bình thản nói, dì Giang nói rất phải, nếu như hôm nay hắn không tới, cho dù tương lai trở thành kiếm tiên thì cũng không phải là đàn ông. Lúc này, một người mặc áo đen xuất hiện phía sau lưng Thác Bạt Ngạn, người áo đen đó quỳ một gối xuống, bệ hạ, viện trưởng Lý Huyền Thương của Học viện Thương Mộc Khương Quốc hỏi chúng ta vì sao làm trái với điều ước, không phái người vây giết Diệp Huyên. Thác Bạt Ngạn quay đầu nhìn người áo đen, bảo hắn cút đi. Người áo đen ngẩn ra, sau đó quay người rời khỏi. Chấm. Không biết bao lâu sau, Diệp Huyên đột ngột mở hai mắt ra, hiện giờ hắn đang ở trên một bãi cỏ, bốn bề toàn là núi, trên đầu là trời xanh mây trắng. Bí cảnh. Thật ra bí cảnh cũng không hề khác gì thế giới bên ngoài cả, có thể hiểu là trong phòng và ngoài phòng vậy, nó vẫn ở trong thế giới đó. Chỉ có điều khu vực này bị ai đó sử dụng bí pháp, ngăn cách với thế giới bên ngoài mà thôi. Lúc này Diệp Huyên nhíu chặt mày lại, bởi vì hắn nhận ra ba người Kỳ An Chi cũng không có ở đó. Truyền tống ngẫu nhiên sao? Diệp Huyên nhíu chặt lông mày hơn. Diệp Huyên không suy nghĩ quá nhiều, đi tới trước, tốc độ của hắn rất nhanh. Hiện giờ hắn không chỉ phải tìm kiếm muội muội Diệp Liên mà còn phải tập trung với ba người Kỳ An Chi nữa. Hắn còn chưa đi được bao lâu thì có một nam tử xuất hiện ở trước mặt. Trên tay nam tử này cầm một thanh trường thương màu đen, nam tử đó quan sát Diệp Huyên, đang định lên tiếng thì đúng lúc này Diệp Huyên ở cách đó không xa đã biến mất khỏi vị trí cũ. Chỉ trong nháy mắt Diệp Huyên đã vượt qua khoảng cách mấy trượng, xông tới trước mặt nam tử dùng trường thương kia. Đồng tử thanh niên dùng trường thương co lại như cây kim, ngay sau đó, hắn nhảy lên trên, trường thương trong tay đột ngột đập xuống bên dưới. Lăng không cảnh đỉnh cao. Không chỉ là như vậy, một thương này nện xuống, ở trong mũi thương tỏa ra một ngọn lửa rất đáng sợ, chỉ trong nháy mắt ngọn lửa bừng bừng đã bao phủ Diệp Huyên. Nhưng một tiếng kiếm ngân vang lên, ngọn lửa kia lập tức xuất hiện một vết rách, ngay sau đó, thân thể Diệp Huyên đã xuất hiện ở sau thanh niên dùng trường thương vài trượng. Ở sau lưng Diệp Huyên, ánh mắt thanh niên dùng trường thương đờ đẫn nhìn về phía xa, ta nên ra tay trước. Vừa nói tới đây, đầu hắn nghiêng sang một bên, lìa khỏi cổ, rơi xuống. Máu tươi bắn lên cao. Diệp Huyên cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay hắn máu thịt be bét, không chỉ là bàn tay, toàn bộ cánh tay đều là máu thịt lẫn lộn. Trong nháy mắt khi nãy, nếu như không phải là hắn ra tay trước thì rất có thể hắn đã chết mất rồi, cho dù không chết thì sợ rằng cả hai đều bị thương nặng. Bởi vì một thương đó của thanh niên dùng trường thương không chỉ mang theo thương ý mà còn thi triển võ kỹ bậc địa. Thậm chí là võ kỹ bậc địa trung phẩm. Cũng bởi vì hắn ra tay trước, chiếm được tiên cơ, vậy nên mới khiến uy lực của một thương kia chưa phát huy được toàn bộ thì hắn đã bị chém chết rồi. Nếu như uy lực của một thương kia bộc phát ra toàn bộ, trừ khi hắn dùng giáp đại địa, nếu không thì hắn không chết cũng phải tàn phế. Không thể coi thường bất kỳ người nào. Diệp Huyên không suy nghĩ chuyện này nữa, lấy một cái bình ngọc trắng ra, đổ một viên đan dược ra ngoài. Đan kim sang. Một viên trị giá mấy chục vạn kim tệ, cho dù hắn cảm thấy hơi tiếc nhưng hắn không thể không dùng được, hắn nhất định phải giữ bản thân ở trạng thái tốt nhất. Bởi vì hiện giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Diệp Huyên đi tới trước thi thể thanh niên dùng trường thương, hắn cầm lấy trường thương của đối phương, thanh thương này không phải thứ tầm thường, là một món linh khí cực phẩm. Diệp Huyên thu cây trường thương vào trong tầng một tháp giới ngục, sau đó gỡ cái túi bên hông nam tử dùng trường thương xuống. Ném vào bên trong tháp giới ngục, sau đó hắn quay người đi về phía xa. Hắn đi rất nhanh, rất nhanh. Chỉ trong chốc lát hắn đã đi tới trước một dòng sông này không quá rộng, chỉ chừng mấy trượng mà thôi. Diệp Huyên liếc nhìn dòng sông, sau đó hắn đi tới bên bờ, đột ngột rút kiếm ra, chém xuống dưới mặt sông. Nhát chém này không hề có dấu hiệu báo trước gì cả. Ngay khi kiếm của Diệp Huyên chém xuống dưới, có một dòng nước bắn phụt lên trên trời. Ngay sau đó, một bóng người ở trong cột nước liên tục lùi lại phía sau. Chẳng mấy chốc bóng người kia đã lùi tới bên bờ sông đối diện. Đó là một thanh niên mặc đồ đen, hai tay giấu trong tay áo, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sao ngươi biết được ta ở trong nước? Diệp Huyên nhìn thanh niên áo đen đó, ngươi đoán đi.
Hắn rất am hiểu việc chém giết với kẻ địch ở trong núi, hắn hiểu rất rõ chỗ nào thuận lợi cho việc mai phục, chỗ nào thích hợp để đánh lén. Sau khi hắn tiến vào trong bí cảnh thì hắn biết mình là con mồi, những người tiến vào đâu muốn giết hắn chắc chắn sẽ biết vị trí của hắn, vào thời điểm này, hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận. Bởi vì chỉ cần chủ quan trong giây lát thôi thì sợ rằng hắn sẽ chết. Sự thật chứng minh sự cẩn thận của hắn là chính xác. Ở đối diện với Diệp Huyên, thanh niên mặc áo đen kia đang định nói gì thì kiếm trong tay Diệp Huyên bay ra ngoài, chém tới. Sắc mặt thanh niên mặc áo đen thay đổi, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại ở trước mặt. Cheng! Hai bộ móng vuốt màu vàng hợp lại, ngăn cản kiếm liên tú của Diệp Huyên. Chỉ có điều bộ móng vuốt màu vàng kia lập tức vỡ vụn, bởi vì kiếm liên tú là minh kiếm trung phẩm, còn bộ móng vuốt đó chỉ là linh khí cực phẩm mà thôi. Đúng lúc này, kiếm liên tú chấn động kịch liệt, bộ móng vuốt trên tay thanh niên mặc đồ đen kia vỡ vụn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, liên tục lui về phía sau. Kiếm liên tú cũng không đuổi theo đối phương, mà chém một cái về phía sau, chém xuống dòng sông ở trước mặt Diệp Huyên. Ầm! Cả dòng sông ầm ầm tan vỡ. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết từ dưới sông vọng lên, tiếp theo, nước sông trước mặt Diệp Huyên bị nhuộm đỏ. Ở nơi xa, thanh niên áo đen kia nhìn Diệp Huyên với ánh mắt khó tin, sao ngươi biết được? Diệp Huyên thản nhiên nhìn thanh niên áo đen, nếu như không có trợ giúp thì sao một tên yếu ớt như ngươi dám tới tìm ta? Yêu nghiệt! Thanh niên áo đen nhìn Diệp Huyên, trong mắt tỏ rõ vẻ sợ hãi, người con trai trước mắt không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà trí tuệ cũng rất kinh khủng. Thanh niên áo đen trầm giọng nói, ta rời khỏi. Đúng lúc này, Diệp Huyên cầm theo kiếm, đột ngột xuất hiện trước mặt thanh niên áo đen, hắn chém tới. Phụt! Đầu thanh niên áo đen lập tức bay ra bên ngoài. Diệp Huyên nhẹ nhàng lau máu tươi trên thân kiếm liên tú, xin lỗi, ta không đồng ý. Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên ở sau lưng Diệp Huyên, theo tiếng bước chân này vang lên, dòng sông trước mặt Diệp Huyên sôi trào mãnh liệt. Không chỉ như vậy, mặt đất dưới chân Diệp Huyên cũng bắt đầu rung động. Ý cảnh. Một luồng ý cảnh mạnh mẽ bao trùm xung quanh Diệp Huyên. Lòng bàn tay Diệp Huyên mở ra, kiếm liên tú rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyên nhìn kiếm liên tú trên tay, nói khẽ, mặc kệ người sau lưng là ai, chúng ta dùng một kiếm giết hắn, có được hay không? Im lặng trong chớp mắt. Ong. Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp chân trời. Chương 179, hai người không đủ thì gọi thêm. Kiếm hiểu ý người. Thấy liên tú tỏ vẻ đồng tình, khóe miệng Diệp Huyên nhếch lên với mấy phần dữ tợn. Hắn xoay lại, đối mặt với nam tử khoác trường bào trắng tuyết dài chấm đất có thêu bốn đóa hoa mai đứng cách đó không xa. Hắn ta lặng lặng nhìn hắn, không nói gì. Hai người giằng co nhau trong im lặng suốt một hồi lâu. Ra tay trước có thể chiếm tiên cơ, nhưng đồng thời cũng có thể để lộ sơ hở. Hiển nhiên không ai muốn ra tay trước cả. Nhưng cục diện ấy không tiếp tục được lâu, vì Diệp Huyên đã hành động. Kiếm tu cần điều gì nhất khi đối đầu với người khác? Dĩ nhiên chính là lòng tin. Đó cũng là thứ mà nhất kiếm định sinh tử của hắn cần nhất. Một kiếm này, ta không ra thì thôi, một khi đã ra ắt sẽ định đoạt sinh tử của ngươi. Vào khoảnh khắc hắn hành động, một luồng kiếm thế ngang tàng vồ đến bao phủ lấy nam tử. Khiến đồng tử hắn ta co lại trong sự ngỡ ngàng. Kiếm thế rất mạnh, kiếm khí cũng không yếu. Nam tử chậm rãi nhắm mắt lại. Huỳnh! Một luồng khí thế đầy áp bức bao gồm khí thế thông u cảnh và ý cảnh nào đó không rõ tên tràn ra từ cơ thể hắn ta, chặn kiếm thế của Diệp Huyên lại. Nam tử mở tay ra, sơn thủy khiếu. Ầm ầm! Dòng sông sau lưng Diệp Huyên bỗng chấn động, hàng loạt mũi tên nước vọt ra lao về phía hắn. Mặt đất dưới chân nam tử vỡ tung tóe, vô số đất đá vụn chồng chất lên, chôn vùi Diệp Huyên. Đúng lúc ấy, tiếng kiếm ngâm lạnh lót vang lên, một luồng kiếm quang phá tan lớp đất đá. Xoẹt! Tiếng rít vang vọng bốn phía. Một khắc sau, Diệp Huyên xuất hiện sau lưng hắn ta. Những mũi tên nước tan rã, lớp đất đá cũng vỡ vụn tan tành trên mặt đất, tất cả trở về bình thường. Một giọt máu tươi chậm rãi lăn xuống từ giữa chân mày nam tử. Ánh mắt hắn ta đờ đẫn nhìn nơi xa, kiếm ý. Ngươi không phải đại kiếm tu. Lời vừa dứt, đôi mắt ấy đã không còn sức sống nữa. Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm liên tú vọt đến bên nam tử kia rồi trở lại với một túi tiền treo lủng lẳng trên mũi kiếm.
Hắn lẳng túi tiền vào tháp giới ngục rồi tiếp tục lên đường. Sau đó không lâu, một nam một nữ xuất hiện. Nam tử cao to vạm vỡ, vác một thanh đại đao và có một vết sẹo vắt ngang gương mặt. Nữ tử vóc người nhỏ thó, tóc tết thành nhiều lọn sau gáy, bên hông dắt hai thanh đoản đao. Nữ tử liếc mắt nhìn thi thể nam tử trên mặt đất, áo trắng thêu hoa mai. Người này hẳn là Tuyết Mai công tử của Sở Quốc, 20 tuổi đã đến thông u cảnh, lĩnh ngộ ý cảnh sơn thủy, được khen là người có tương lai sáng lạn nhất trong thế hệ trẻ ở Sở Quốc. Không ngờ lại bị Diệp Huyên giết chết bằng một kiếm. Nàng ta nói với nam tử, đại ca, tên Diệp Huyên này tuy chưa xuất hiện trên bảng võ nhưng chắc chắn có tư cách. Chúng ta nên từ bỏ thôi. Nam tử nhắm mắt, nếu giết được hắn, chúng ta không chỉ có thể nổi danh mà còn nhận được thù lao từ học viện thương mộc. Có những thứ kia trong tay rồi, huynh muội ta về sau không cần lang bạt khắp nơi nữa, cũng có thể chấn hưng lại gia tộc. Chúng ta không thể để vuốt mất cơ hội này. Nữ tử nhíu mày, đại ca, hai ta căn bản không đấu lại Diệp Huyên. Nam tử kia cười nhạt, hai người không đủ thì gọi thêm. Đi thôi. Hắn ta nói xong thì xoay gót rời đi, để lại muội muội rũ mắt nhìn thi thể trên mặt đất, đuổi theo sau một tiếng thở dài. Chương 180, giết, giết. Diệp Huyên băng qua sông, gấp gáp chạy như bay về trước. Hắn không thể yên lòng cho đến khi tìm được Diệp Liên, cả người tỏa ra vẻ hung tợn. Phía sau con sông là một vùng đầm lầy rộng lớn. Nếu đi vòng qua sẽ rất mất thời gian. Mà thời gian là thứ Diệp Huyên đang cần kíp nhất hiện nay, vì vậy hắn gạt bỏ lựa chọn đi vòng nhưng cũng không lỗ mãng nhảy vào mà đứng ở ven bờ quan sát. Bốn phía đầm lầy là những cái cây mọc rời rạc cắm rễ trong lớp bùn và những bụi cây khác. Sau một khắc im lặng, kiếm liên tú trong tay Diệp Huyên bay ra, đâm phập vào một bụi cây gần đó. Đùng! Bụi cây nổ tung, một bóng người nhảy về sau. Liên tú không dừng lại mà tiếp tục truy kích hệt như một tia chớp. Người nọ cuống cuồng thối lui nhưng đã quên mất bản thân đang ở giữa đầm lầy, chưa lùi lại được bao nhiêu đã rơi tóm xuống. Hắn ta cuống cuồng la lên, các hạ, ta đã lùi. Vèo. Đầu hắn ta bay vút ra ngoài, thân thể nhanh chóng bị đầm lầy nuốt mất. Kiếm liên tú bay trở về với Diệp Huyên. Hắn nhún người nhảy tới. Cứ cách một khoảng, kiếm liên tú sẽ bay ra. Nơi nào có nguy hiểm nó cũng sẽ thay hắn dò la. Cứ như thế, khi đi đến giữa hồ, sau lưng Diệp Huyên đã có thêm mấy thi thể nữa. Thực lực của những người này không hề yếu, đáng tiếc lại đánh giá thấp trình độ của Diệp Huyên mà chọn cách đánh lén. Nếu họ tấn công chính diện, Diệp Huyên khó lòng giết họ dễ dàng như vậy, nhưng họ đã đánh lén mà còn xem thường tính đề phòng của Diệp Huyên, bị hắn phản kích cho không kịp trở tay. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, đôi mày nhíu chặt. Có nguy hiểm. Nhiều năm lăn lộn trong núi rừng, vật lộn với dã thú đã chui rèn ra một loại bản năng. Hắn lia mắt nhìn bốn phía. Hắn hiện đang ở trên một thân cây trơ trọi, gốc cây cách hắn gần nhất cũng phải đến 5 trượng, gốc cây trước mặt thì tận 10 trượng. Nếu có người ra tay đánh lén lúc hắn nhảy qua thì hắn có thể bay lên nhưng không thể để khí, lại càng không thể mượn lực, sức mạnh sẽ suy giảm rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất là nếu gốc cây kia biến mất thì sao? Thì hắn sẽ bay thẳng vào cái chết của chính mình. Lui ư. Bất khả thi, vì người thiết kế ra thế trận này đã tính đến tất cả những đường lui hắn có thể có. Vì vậy cho dù hắn đi hay bay, đối phương chắc chắn có thể ứng phó. Diệp Huyên lặng thinh đứng trên thân cây một hồi rồi bất thình lình tung người nhảy lên. Vào khoảnh khắc hắn sắp đặt chân lên gốc cây cách đó 10 trượng, nó đột nhiên nát vụn, một bóng người mờ ảo đánh tới nhanh như chim cắt vồ mồi. Nhoáng cái đã xuất hiện phía trên Diệp Huyên mà tung trưởng. Trong lòng bàn tay còn có ánh chớp lập lòe. Diệp Huyên cấp tốc rơi xuống, trước khi ngã vào đầm lầy thì kiếm liên tú trong tay hóa thành kiếm quang vững vàng dưới chân hắn. Ngự kiếm đứng. Hắn đáp chân lên kiếm, nắm tay lại tung ra một quyền lên đỉnh đầu. Chiêu một quyền đánh vỡ đầu ngươi lần này không chỉ có lực đấm mà còn bao hàm có chiến ý. Nắm đấm vừa ra, một tiếng nổ bén nhọn vang lên. Quỳnh. Nam tử tấn công Diệp Huyên bị thổi bay, bản thân hắn cũng chìm nghỉm xuống đầm lầy nhưng nhanh chóng được liên tú nâng ra. Hắn không tiếp tục tấn công mà ngự kiếm là về bên trái. Cách đó mười mấy trượng, có một nam tử đang lơ lửng. Hắn ta trợn trừng mắt, lẩm bẩm, ngự kiếm phi hành. Tuyệt đối không thể thế được. Diệp Huyên lạnh lùng liếc lại. Bỗng nhiên, kiếm liên tú hóa thành kiếm quang lao vun vút đến chém nam tử khiến hắn ta trắng bệch cả mặt.
cuống cuồng lách về bên phải. Liên Tú lập tức bẻ ngoặt lại chém ngay chính diện. Nam tử nheo mắt, tay phải hóa thành trường, sấm sét lóe lên rồi tung ra. Ầm! Một trường này vừa tiếp xúc với thân kiếm, vô số tia sét và kiếm quang lòe lòe sáng lên. Bất thình lình, nam tử biến sắc khi nhận ra Diệp Huyên đã lẻn ra sau lưng hắn ta từ lúc nào. Hắn ta xoay người tung trường, sấm sét ào ào tuôn ra như nước lũ cuốn phăng bờ đê. Đòn đáp trả của Diệp Huyên vẫn là một cú đấm vô cùng đơn giản, nhưng nó lại đập tan hết mọi tia sét của nam tử, khiến hắn ta lao vút ra ngoài. Kiếm quang lóe lên. Nam tử mặt cắt không còn hồn máu. Xoẹt. Nhờ vào nỗ lực vặn mình trong lúc tuyệt vọng, hắn ta tuy thoát chết nhưng vẫn bị chém đứt lìa toàn bộ cánh tay phải. Kiếm Liên Tú không bỏ qua, tiếp tục bay trở lại làm thịt nam tử. Đúng lúc ấy, một ông lão già cỗi xuất hiện gần đó, hốt hoảng kêu lên, xin hãy thu tay lại, chúng ta. Xoẹt. Nhưng cái đầu của nam tử đã bay ra trước khi lão ta kịp dứt lời. Sắc mặt lão già vằn vẹo đi đầy dữ tợn, mắt long lên nhìn Diệp Huyên, ngươi đáng chết. Khi lão ta toan ra tay, một cái hồ lô bỗng rơi từ trên trời xuống, rượu bên trong sóng sánh phun trào. Sắc mặt lão già kịch liệt thay đổi, vươn tay đẩy về phía trước. Không gian trước mặt lão ta lập tức vặn lại. Uốn cong vật chất, cường giả vạn pháp cảnh. Không trung ngưng động trong chớp mắt, những giọt rượu như dừng lại. Nhưng một khắc sau đã hung hãn xuyên thấu không gian vặn vẹo, nhấn chìm lão già kia. Đùng 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 đùng. Tiếng nổ liên tục vang lên, lão già không ngừng rơi xuống, chỉ chốc lát sau đã rơi vào đầm lầy. Một khắc sau, lão ta chật vật toan bay lên nhưng đã có một bóng đen xuất hiện phía trên lão. Lão kỷ. Lão già còn đang ngâm mình dưới sình lầy nổi điên phản kháng nhưng không cách nào thoát khỏi bàn chân của lão kỷ đang giẫm trên đầu. Lão kỷ uống một hớp rượu. Nói, bọn già để ta. Diệp Huyên tức tối rời đi. Lão kỳ dõi nhìn về phương xa, hốc mắt chợt ươn ướt, sư tôn. Lần này con sẽ không để học viên của mình bị chèn ép nữa. Tựa như người năm đó đã bảo vệ con. Chương 181, không phải để giết Diệp Huyên. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi khu vực đầm lầy, hắn nhanh chóng tiến về phía trước. Bởi vì lão kỳ nói Diệp Liên đang ở trong một sơn cốc cách đây mấy trăm dặm. Mạc Vân Khởi và Kỳ An Chi đã tới đó rồi. Không phải lão Kỳ không ra tay, mà lần nào lão ra tay cũng bị người khác ngăn cản lại. Người khác đương nhiên chính là Lý Huyền Thương. Bên ngoài bí cảnh, Lý Huyền Thương đứng ở trên ngọn cây, ông ta quan sát bí cảnh ở xa xa, gương mặt không chút cảm xúc. Có một người áo đen đứng bên cạnh ông ta. Người áo đen đột nhiên nói, Tuyết Mai công tử của Sở Quốc đã bị giết chết. Cả Bôn Lôi thủ Lý Thái thiếu chút nữa là lên được bảng võ cũng bị người này chém giết, trước đó khi lão kỷ ra tay, vì sao ngươi không ngăn cản lại? Lý Huyền Thương bình thản nói, gia tộc của Lý Thái là hào môn đại tộc nổi tiếng ở Việt Quốc, lần này tới đây không chỉ hao tổn một tên thiên tài siêu cấp của gia tộc mà còn tổn thất một vị cường giả vạn pháp cảnh nữa, ngươi nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua chuyện này hay sao? Người áo đen im lặng không nói gì. Lý Huyền Thương nhìn về phía bí cảnh, chắc chắn sau lưng người thiếu niên kia có một cường giả mạnh mẽ vẫn còn sống, không thì là một thế lực mạnh mẽ. Lần này nếu như hắn không chết ở trong đó vậy thì chính là người khác chết ở bên trong đấy. Người tới đây toàn bộ là thiên tài yêu nghiệt đương thời, thế lực sau lưng bọn họ không hề nhỏ, hắn giết càng nhiều người vậy đồng nghĩa là hắn đắc tội với càng nhiều người, ta muốn xem đến lúc đó còn ai có thể bảo vệ được hắn. Người áo đen khẽ gật đầu, thiên phú của người này quá mức yêu nghiệt, bên trong thế hệ trẻ có lẽ chỉ có mình An Lan Tú có thể đè ép nổi hắn ta, đúng là không thể giữ hắn lại thêm được. Hai mắt Lý Huyền Thương chậm rãi nhắm lại, hắn chết chắc rồi. Ở một nơi khác, cửu lâu chủ của Túy Tiên Lâu đột nhiên lên tiếng, hắn chém giết Tuyết Mai công tử của Sở Quốc, còn cả Bôn Lôi thủ Lý Thái của nhà họ Lý ở Việt Quốc nữa. Bên cạnh cửu lâu chủ, Khương Việt Thiên trầm giọng nói, mục đích của Lý Huyền Thương không hề đơn giản. Hắn muốn Diệp Huyên và Học viện Thương Lan gây thù chuốc oán. Lòng dạ của hắn đúng là ác độc. Cửu lâu chủ bình tĩnh nói, gây thù chuốc oán đi, mạnh nữa lên, Học viện Thương Mộc giỏi lắm, giỏi đến mức khiến lão phu cảm thấy tức cười. Khương Việt Thiên. Bên trong bí cảnh. Một tàn ảnh liên tục hiên lên trong núi, tốc độ rất nhanh, giống như một cơn gió vậy. Người này chính là Mạc Vân Khởi. Sau khi biết được vị trí của Diệp Liên, Mạc Vân Khởi lập tức khởi hành, hiện giờ hắn ta đã tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn.
hắn ta nhất định phải mau chóng tìm được Diệp Liên, tránh Diệp Liên rơi vào tay người nào đó, sau đó lại bị bọn chúng dùng Diệp Liên để áp chế Diệp Huyên. Chừng 15 phút sau, Mạc Vân khởi đi vào trong một sơn cốc hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ ai ở bên trong. Sắc mặt Mạc Vân khởi đột nhiên thay đổi, thân người hắn ta lóe về phía sau để tránh né, ngay sau đó, mặt đất nơi hắn vừa đứng ầm ầm sụp đổ. Mạc Vân khởi vừa mới đứng lại thì mặt đất dưới chân hắn ta rung động, vừa thấy vậy, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, thân thể nhảy lên trên không trung. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ dưới lòng đất phóng lên trên trời. Ở trên không trung, hai tay Mạc Vân khởi mở ra, một thanh phi đao bay ra ngoài, chém xuống dưới. Hai tay người bên dưới vung lên một cái. Ầm! Phi đao của Mạc Vân khởi bị cản lại. Chỉ là lúc này đây hắn ta đã lui ra ngoài hơn 10 trượng rồi. Mạc Vân khởi nhìn về phía thanh niên gầy gò đứng cách đó không xa, cơ thể người thanh niên này quả thực rất gầy, nói chính xác ra thì đó là một tên người lùn. Thanh niên đó lạnh lùng nhìn Mạc Vân khởi, ngươi không phải là Diệp Huyên. Mạc Vân khởi quét mắt quan sát xung quanh, cô bé kia đâu? Thanh niên kia chỉ lên vách núi cách đó không xa. Mạc Vân khởi nhìn theo hướng thanh niên kia chỉ. Ở trên vách núi đá xa xa, có một gốc cây mọc ra từ trong khe đá, có một bé gái bị treo trên gốc cây đó. Đó chính là Diệp Liên. Thấy Diệp Liên bị treo ở đó, sắc mặt Mạc Vân khởi lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn ta quay người lại, nhìn về phái tên thanh niên lùn tịt trước mặt, gằn giọng, mẹ kiếp, con chó lùn này nữa, ngươi có còn là đàn ông nữa hay không hả? Vừa nói xong, hắn ta xông thẳng về phía tên thanh niên lùn tịt kia. Hai mắt tên thanh niên lùn tịt đó nhắm lại, chân phải đột nhiên đạp nhẹ lên đất, thân người lập tức chui xuống dưới lòng đất. Sau khi tấn công thất bại, Mạc Vân khởi không đuổi theo tên thanh niên lùn tịt kia mà tung người nhảy lên, lao tới vách đá Diệp Liên đang bị treo. Tốc độ của hắn rất nhanh, hệt như một con vượn linh hoạt vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã đi tới trước gốc cây đó. Đúng lúc này, một thanh đại đao từ phía bên phải đột ngột chém tới, khí thế hung ác vô cùng. Mạc Vân khởi xoay tay phải, một luồng sáng lạnh lẽo lập tức bắn ra khỏi lòng bàn tay hắn ta, tốc độ nhanh như chớp, đánh thẳng lên trên lưỡi đao của thanh đại đao này. Ầm! Chuôi đại đao chấn động kịch liệt, cả người lẫn đao liên tục lùi ra sau mấy bước. Khi Mạc Vân khởi định tấn công tiếp thì đúng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, hai luồng sáng lạnh lẽo chém thẳng về phía yết hầu của hắn ta. Sắc mặt Mạc Vân khẽ thay đổi. Mũi chân hắn ta điểm nhẹ lên mặt đất, thân thể nhẹ nhàng lùi ra sau mấy trượng. Đúng lúc này, tiếng xé gió đột ngột vang lên ở gần đó. Sắc mặt Mạc Vân khởi lập tức thay đổi, trong quá trình lùi về sau, hắn ta cưỡng ép vặn vẹo cơ thể. Phụt! Một mũi tên đen đâm vào trong bả vai của hắn ta. Mạc Vân khởi quay đầu nhìn lại, có một thanh niên áo đen đứng trên một tảng đá lớn cách đó không xa, trên tay người thanh niên áo đen này cầm trường cung. Trên người đeo bao đựng tên. Hắn tới đây không phải để giết Diệp Huyên. Chương 182, giết. Giết đến tận cùng. Nhưng vào lúc này, một thanh niên mặt sẹo, tay cầm trường đao đứng cách đó không xa nhìn Mạc Vân khởi, nói chắc hẳn hắn là học viên của học viện Thương Lan, là đồng bạn của tên Diệp Huyên kia. Mạc Vân khởi nhìn đám người ở xung quanh, nói thật thì ta không quan tâm các ngươi đối xử với Diệp Thổ Phỉ như thế nào, nhưng... Vừa nói tới đây, hắn ta đột nhiên chỉ về phía Diệp Liên bị treo trên cây ở phía xa xa, giận dữ hét, con bé chỉ là một bé gái bình thường mà thôi, các ngươi đối xử với con bé như vậy, mẹ kiếp, các ngươi có còn là đàn ông nữa hay không? Thanh niên mặt sẹo bình thản nói, nếu nàng muốn trách thì chỉ có thể trách anh trai nó là Diệp Huyên thôi. Nói xong, gã nắm chặt đại đao trong tay, trước tiên bắt lấy hắn ta rồi tính tiếp. Vừa nói xong, gã nhảy lên cao, bổ mạnh thẳng tới chỗ Mạc Vân khởi. Mạc Vân khởi đang định ra tay thì đúng lúc này, một mũi tên từ phía sau lưng hắn ta bắn tới. Sắc mặt Mạc Vân khởi có phần khó coi, hắn ta không dám ra tay, lại lóe tránh né sang bên cạnh thêm một lần nữa. Khi hắn ta vừa hạ xuống đất, một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn ta, ngay sau đó, hai luồng sáng lạnh lẽo chém thẳng về phía đầu hắn ta. Không chỉ là như vậy, một mũi tên đột ngột bắn tới từ phía sau lưng Mạc Vân khởi. Mạc Vân khởi đột ngột quay người lại, ngay sau đó, thân thể hắn ta biến mất khỏi vị trí cũ. Có một tàn ảnh lướt qua. Không cần nghi ngờ gì cả, tốc độ của Mạc Vân khởi lúc này đã đạt tới đỉnh cao.
Đồng tử thanh niên dùng trường cung đứng trên hòn đá cách đó không xa co lại, hắn đang định lùi ra phía sau thì đúng lúc này, một thanh phi đao màu vàng không hề có bất cứ dấu hiệu nào, đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Thanh niên dùng trường cung bay ra phía sau, hai tay hắn nắm chặt trường cung, đột nhiên đập tới trước. Ầm! Trường cung ầm ầm vỡ vụn. Thế nhưng hắn đã tránh thoát được một đao chí mạng này. Khi Mạc Vân khởi định tấn công tiếp thì một luồng hơi thở sắc bén đột nhiên từ phía sau lưng chém tới. Chính là tên thanh niên mặt sẹo dùng đao kia. Lần này hắn ta đã không thể né tránh được nữa, bởi vì hắn mới dừng lại xong, còn thanh niên mặt sẹo kia tìm thời cơ rất tốt, đúng lúc bắt được cơ hội này. Mạc Vân khởi cầm phi đao màu vàng trên tay, quay người lại, bổ một cái. Ầm! Theo tiếng nổ lớn kia vang lên, Mạc Vân khởi lẫn thanh phi đao trên tay hắn ta bị đánh bay, sau đó, hắn ta rơi thẳng từ trên không trung xuống dưới. Mặt đất bên dưới đột nhiên rung động, vừa thấy vậy, sắc mặt Mạc Vân khởi lập tức thay đổi. Nếu như hắn ta hạ xuống dưới chắc chắn chỉ có con đường chết. Mà đúng lúc này, một thanh phi kiếm từ phía xa đột ngột bay tới, ngay sau đó, thanh phi kiếm bay xuống dưới người Mạc Vân khởi, gánh vác sức rơi của hắn ta. Mạc Vân khởi thở phào một tiếng. Vào lúc này, thanh phi kiếm đột nhiên rời khỏi, chém thẳng xuống dưới mặt đất. Phụt! Ngay khi phi kiếm chém vào trong đất, cả không gian tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó một tiếng kêu thảm thiết từ dưới lòng đất vang lên, ngay sau đó, có một vùng đất bị nhuộm đỏ. Ong! Một thanh kiếm xông ra khỏi lòng đất, sau đó hạ xuống trước mặt một người con trai cách đó không xa. Người tới chính là Diệp Huyên. Khi thấy Diệp Huyên tới, Mạc Vân khởi thở phào một hơi. Hắn ta chỉ vào huynh muội thanh niên mặt sẹo cách đó không xa, hai người này giao cho ngươi, ta đi cứu Tiểu Liên Nhi. Cẩn thận tên dùng cung ở bên trái đó. Vừa dứt lời, thân thể hắn đã lập tức biến mất khỏi chỗ đó. Diệp Huyên ngẩng đầu lên, nhìn huynh muội tên thanh niên mặt sẹo đứng cách đó không xa. Ngay sau đó, hắn đột nhiên biến mất khỏi nơi đó, tốc độ của hắn rất nhanh, vô cùng nhanh. Ở trước mặt hắn, kiếm Liên Tú còn nhanh hơn nữa. Mở đường chém thẳng về phía tên thanh niên mặt sẹo kia. Khóe miệng thanh niên mặt sẹo kia cong lên tạo thành một nụ cười dữ tợn, để ta xem rốt cục ngươi mạnh tới mức nào. Vừa nói xong, gã nhảy xuống khỏi tảng đá, cùng lúc đó, hai tay hắn cầm đao, bổ mạnh xuống dưới. Một đao này mạnh mẽ, trực diện, dường như có thể bổ đôi cả một ngọn núi vậy. Ở bên dưới, kiếm Liên Tú đột ngột dừng lại, đúng lúc này, Diệp Huyên xông tới gần kiếm Liên Tú. Hắn đưa tay cầm lấy kiếm Liên Tú, sau đó chân phải giẫm mạnh xuống dưới đất, cầm theo thanh kiếm xông thẳng lên trời. Ong! Có tiếng kiếm ngân xé rách không khí vang vọng. Ngay sau đó, một thanh kiếm đè lên trên lưỡi đao của đối phương. Lưỡi nhọn đấu với đao sắc. Ầm! Kiếm và đại đao chấn động kịch liệt, sau đó thanh đại đao ầm ầm vỡ vụn, thân thể thanh niên mặt sẹo kia bay ngược ra bên ngoài, bay xa tận mấy chục trượng, cuối cùng đập mạnh lên trên một tảng đá lớn. Phụt. Thanh niên mặt sẹo phun một ngụm máu tươi. Thanh niên mặt sẹo lau máu tươi nơi khóe miệng, sau đó nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn xinh xắn cách đó không xa, gào lên chạy mau. Hiện giờ thì hắn ta đã hiểu một điều, huynh muội bọn hắn không thể đấu lại thiếu niên kiếm tu ở trước mặt. Ở nơi xa, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia không hề chạy trốn, nàng ta xông tới trước mặt thanh niên mặt sẹo, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, tha cho hai huynh muội chúng ta một con đường sống. Chúng ta sẽ quay về gia tộc, ta. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang lóe lên. Phụt. Đầu nàng ta lập tức bay ra ngoài. Thanh niên mặt sẹo kia ngẩn người, hắn ta như lên cơn điên, xông thẳng về phía Diệp Huyên, ông đây giết ngươi. Phụt. Một luồng kiếm quang xẹt qua giữa lông mày thanh niên mặt sẹo kia. Thân thể thanh niên mặt sẹo ngã ra đất. Diệp Huyên liếc nhìn hai cái xác nằm trên mặt đất. Nếu như ta thua thì các ngươi cũng không bỏ qua cho huynh muội chúng ta. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang từ phía trên đầu truyền tới, ngay sau đó, một bóng người từ trên không trung rơi xuống dưới đất. Người rơi xuống chính là Mạc Vân Khởi. Phụt. Mạc Vân Khởi liên tục hộc máu. Chương 183, ngươi không phải là đại kiếm tu. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, ở trên không trung phía xa có một thanh niên đang lơ lửng. Toàn thân người thanh niên đó mặc đồ đen, ở bên hông có treo một sợi dây buộc dài màu tím, ở bên dưới là một khối dương chi bạch ngọc. Bề ngoài thanh niên này cũng không quá tuấn tú, nhưng góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy sắc bén,
vô hình mang lại áp lực cho những người xung quanh. Thanh niên áo đen kia lơ lửng ở giữa không trung, hắn ta nhìn xuống Diệp Huyên ở bên dưới, ánh mắt lạnh nhạt, không hề có chút dao động gì. Diệp Huyên rời mắt đi, nhìn về phía Mạc Vân Khởi cách đó không xa, sao rồi? Mạc Vân Khởi bò dậy, lau máu tươi nơi khóe miệng, đã chủ quan rồi. Diệp Huyên gật đầu, nghỉ ngơi trước đi. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, cẩn thận đó, là cao thủ đấy. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh niên áo đen trên không trung tới nào. Thanh niên áo đen không nói nhảm gì thêm nữa, thân thể run lên, nhanh chóng từ trên cao rơi xuống dưới, tốc độ vô cùng nhanh. Hắn ta chẳng khác nào một ngọn núi đang rơi xuống, nghiền ép bên dưới, khiến người ta cảm thấy vô cùng bá đạo, bị đè nén tới ngạt thở. Cao thủ. Diệp Huyên rời mắt đi, hiện giờ hắn đã đánh mất tiên cơ ra tay trước, phải nói là hắn đã rơi vào thế yếu mất rồi. Diệp Huyên không hề né tránh. Bởi vì khi hai người giao chiến, đặc biệt là giao đấu giữa cao thủ với nhau thì chính là một trận chiến của khí thế, ai yếu thế thì người đó sẽ bị áp chế. Lúc này hắn không muốn bị áp chế. Hai mắt Diệp Huyên chậm rãi nhắm lại. Một luồng khí thế vô hình lấy Diệp Huyên làm trung tâm, đột ngột bộc phát ra. Kiếm thế mạnh mẽ ngăn cản uy thế ở trên đỉnh đầu Diệp Huyên, thế nhưng thanh niên áo đen kia vẫn không ngừng lại, ngược lại thì tốc độ của hắn ta càng nhanh hơn nữa. Khi thanh niên áo đen còn cách đỉnh đầu Diệp Huyên chừng nửa trượng, hắn đột ngột đạp chân một cái. Một luồng lực lượng bá đạo vô song, tựa như núi lửa bùng nổ bộc phát ra từ chân hắn, lực lượng mạnh mẽ khiến mặt đất dưới chân Diệp Huyên nổ tung. Đúng lúc này, kiếm liên tú trong tay Diệp Huyên có hành động. Ong! Theo tiếng kiếm ngâm vang vọng đất trời, một luồng kiếm mang phóng lên trên cao. Lặng lẽ trong nháy mắt. Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên, ngay sau đó, một luồng sóng năng lượng như sóng nước, chấn động tản ra giữa không trung. Cùng lúc đó, hai bóng người ở giữa sóng năng lượng này hiện lên, liên tục lùi về phía sau. Cả hai bên liên tục lùi về sau vài chục trượng. Mạc Vân Khởi cũng không hề rảnh rỗi, khi Diệp Huyên và thanh niên áo đen đang kịch chiến với nhau, hắn ta đột nhiên phóng lên trên cao, lao về phía Diệp Liên. Nhưng khi đi tới trước mặt Diệp Liên, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Ở trên không trung, Mạc Vân Khởi đột nhiên xoay người. Hắn ta vừa xoay người thì một tia sáng lạnh xẹt qua bên tai hắn. Hắn ta ngừng lại, quan sát xung quanh, bốn phía không có bất kỳ ai cả. Có người ẩn nấp trong bóng tối. Sắc mặt Mạc Vân Khởi trở nên khá khó coi, hắn ta không dám tùy tiện ra tay. Hiện giờ dù hắn ta có cứu được Diệp Liên thì cũng chỉ khiến tình hình trở nên tệ hại hơn mà thôi, bởi vì hiện giờ hắn ta không dám chắc là mình có thể dẫn Diệp Liên chạy trốn. Mạc Vân Khởi dường như nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên giận dữ nói, tên khốn bạch trạch này, ngươi không thể chạy nhanh hơn được hay sao? Móa, không phải là lạc đường rồi chứ? Ở bên dưới, Diệp Huyên và thanh niên áo đen đều dừng tay. Thanh niên áo đen nhìn Diệp Huyên, tình báo sai lầm, ngươi không phải là đại kiếm tu. Diệp Huyên nhếch mép cười một tiếng, bất ngờ không hả. Thanh niên áo đen đang định nói gì thì Diệp Huyên đột ngột biến mất khỏi vị trí cũ, ông đây tới chỗ này không phải là để chuyện trò với ngươi đâu. Diệp Huyên vừa mới dứt lời thì đã xuất hiện ở trước mặt thanh niên áo đen kia rồi, một điểm sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào giữa lông mày đối phương. Thanh niên áo đen nhắm hai mắt lại, mũi chân điểm nhẹ lên trên mặt đất, thân thể hắn ta lập tức mở đi. Vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm chém mạnh về phía sau. Chẳng biết từ khi nào, thanh niên áo đen đã xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyên. Đồng tử thanh niên áo đen co lại, hiển nhiên hắn ta không ngờ rằng Diệp Huyên phản ứng nhanh tới như vậy, hơn nữa còn phản ứng lại kịp. Hắn ta không suy nghĩ được nhiều, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, cơ thể nhẹ nhàng lùi về sau mấy trượng. Hắn ta vẫn chưa dừng lại thì đã có một thanh phi kiếm phóng tới trước mặt. Thanh phi kiếm này nhanh tới mức hắn ta không thể nào né tránh được. Thanh niên áo đen cũng không hề chọn cách tránh né, hắn giơ chân phải lên, đá quét ngang một cái, cú đá này mang theo kình phong sắc bén, dường như có thể xé nát tất cả mọi thứ. Lấy chân cản kiếm, hiển nhiên thanh niên áo đen này rất tự tin với cú đá này của bản thân. Lúc này, kiếm tới. Hai bên vừa mới va chạm vào nhau thì thân kiếm liên tú chấn động kịch liệt, kiếm mang quanh thân nó bị chấn nát, chỉ là vào đúng lúc này, có một bàn tay vươn ra cầm vào chuôi kiếm liên tú.
Diệp Huyên cầm lấy kiếm Liên Tú, đâm nhanh về phía trước. Nhất kiếm định sinh tử. Hiện giờ hắn mới để lộ lá bài tẩy của mình. Khi đối địch với kẻ khác, lúc hắn nắm chắc thì sẽ tung một đòn tất sát, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào cả. Mà khi nãy hắn cũng không hề cảm thấy tự tin tuyệt đối, bởi vậy hắn mới lựa chọn việc thi triển nhất kiếm định sinh tử vào lúc này. Đây là thời cơ tốt nhất để thi triển nhất kiếm định sinh tử. Khi Diệp Huyên thi triển nhất kiếm định sinh tử, kiếm thế ẩn chứa bên trong kiếm Liên Tú có thể đạt tới cực hạn trong nháy mắt. Kiếm thế. Một chiêu này mang theo kiếm thế bá đạo vô song. Khi Diệp Huyên thi triển nhất kiếm định sinh tử, sắc mặt thanh niên áo đen lập tức hoàn toàn thay đổi. Hắn ta không chạy trốn, nếu vào thời khắc này mà lựa chọn cách chạy trốn thì chắc chắn hắn sẽ chết. Sắc mặt thanh niên áo đen trở nên dữ tợn, chân phải của hắn ta đạp lên mặt đất một cái, nát. Ầm, mặt đất trong bán kính 10 trượng xung quanh hai người ầm ầm sụp đổ, ngay sau đó thân thể thanh niên áo đen mở đi, chỉ trong nháy mắt, vô số bóng chân bao phủ lấy Diệu Huyền, mỗi một bóng chân đều bí mật mang theo một luồng lực lượng mạnh mẽ vô cùng, luồng sức mạnh này khiến không khí xung quanh liên tục phát ra từng tràng nổ vang. Chương 184, chờ ngươi đã lâu. Đó là tiếng không khí bị xét nát. Khi thấy vậy, sắc mặt Mạc Vân Khởi đứng cách đó không xa lập tức thay đổi. Đó tối thiểu cũng là võ kỹ bậc địa trung phẩm, mà cảnh giới của người thanh niên áo đen này tối thiểu cũng là thông u cảnh. Yêu nghiệt chân chính đó. Trong mắt Mạc Vân Khởi hiện lên vẻ lo lắng. Ở bên dưới. Ầm. Một tiếng nổ đột ngột vang lên, ngay sau đó, một bóng người bay thẳng ra bên ngoài. Khi thấy người này, Mạc Vân Khởi lập tức thở phào một tiếng. Bởi vì người này không phải là Diệp Huyên mà là thanh niên áo đen kia. Thanh niên áo đen liên tục lùi nhanh về phía sau, hắn ta lui lại 10 trượng thì mới dừng lại, khi lùi về sau một bước thì miệng hắn ta sẽ lại phun một ngụm máu tươi. Không chỉ là như vậy, mặt đất dưới chân hắn ta cũng theo từng bước chân lùi lại của hắn ta mà bắt đầu rạn nứt. Lực tác dụng hai chiều. Khi nãy luồng sức mạnh đó mạnh mẽ, thô bạo va chạm với một kiếm của Diệp Huyên, hiện giờ hắn ta đã thua, vậy đương nhiên sẽ bị sức mạnh của bản thân cắn ngược. Rất nhanh sau đó thanh niên áo đen đã ngừng lại, khi hắn ta vừa dừng lại thì chiếc áo đen trên người hắn nổ tung, bên dưới lớp áo đen là một bộ áo giáp màu bạc, bên trên bộ giáp màu bạc kia có một vết rách rất sâu, có thể thấy được lớp da của hắn ta ở bên trong. Áo giáp bậc minh. Khi nãy chính lớp áo giáp này đã ngăn cản một kiếm của Diệp Huyên, nếu không thì chắc chắn hắn ta đã chết rồi. Thanh niên áo đen nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên đứng cách đó không xa. Đang định nói gì thì Diệp Huyên đã biến mất khỏi chỗ đó mất rồi. Đồng tử thanh niên áo đen co lại, chân phải của hắn ta đột nhiên đạp mạnh xuống dưới mặt đất. Ầm. Ngay lập tức, vô số đá vụn và bụi đất bay lên trời, tấn công về phía Diệp Huyên. Nhưng những thứ này không thể ngăn cản kiếm của Diệp Huyên được, kiếm Liên Tú vượt qua tất cả đá vụn và bụi đất, chém tới. Sắc mặt thanh niên áo đen thay đổi, hắn ta lùi về sau một bước. Sau đó bay lên đá vào kiếm Liên Tú. Góc độ tấn công của hắn ta rất xảo quyệt, không hề đá vào mũi kiếm Liên Tú mà đá vào phần thân kiếm. Ầm. Kiếm Liên Tú bị đá bay sang một bên, nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột ngột xuất hiện trước mặt hắn ta. Diệp Huyên đấm thẳng về phía thanh niên áo đen kia. Một quyền đánh vỡ đầu ngươi. Một quyền này không chỉ mang theo lực đấm mà còn có chiến ý vô tận. Thanh niên áo đen cảm nhận được lực đấm bên trong cú đấm của Diệp Huyên, đồng tử lập tức co lại kiếm võ song tu. Ngay sau đó, bịch, thân thể thanh niên áo đen bay thẳng ra bên ngoài. Khi Diệp Huyên định tấn công tiếp thì đột nhiên có biến xảy ra, một điểm sáng lạnh không hề có dấu hiệu nào báo trước, xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên nhắm hai mắt lại, quay người đấm một cú. Ầm, điểm sáng lạnh đó vỡ nát. Nhưng không có bất kỳ ai ở sau lưng hắn cả. Diệp Huyên quan sát khắp xung quanh, nhưng hắn không hề cảm nhận được thứ gì. Im lặng trong chớp mắt, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Khởi, yểm hộ cho ta. Vừa nói xong, hắn nhảy lên vài cái, chạy thẳng về phía Diệp Liên. Ở nơi xa, Mạc Vân Khởi nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên, một thanh phi đao màu vàng xuất hiện ở giữa đầu ngón tay hắn ta. Đúng lúc này, lại có một luồng ánh sáng lạnh âm thầm xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên không hề quay đầu lại, bởi vì có một thanh phi đao màu vàng đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Ầm. Tia sáng lạnh lẽo kia bị chuôi phi đao màu vàng chém nát.
Nhưng đúng lúc này có biến cố xảy ra, một mũi tên màu đen đột nhiên từ phía bên phải bắn thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên quay đầu lại, kiếm liên tú trong tay hắn lập tức chém tới. Ầm. Mũi tên màu đen kia lập tức bị kiếm của Diệp Huyên chém nát, nhưng đúng lúc này lại có một mũi tên xuất hiện ở trước mặt hắn, ở đằng sau mũi tên này còn có hai mũi tên khác nữa. Ba mũi tên nối tiếp nhau bắn tới. Ba mũi tên liên tiếp. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm liên tú xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, Diệp Huyên cầm kiếm đi tới trước, chém một nhát. Trên thân kiếm tỏa ra kiếm mang chói mắt. Phụt. Dưới một kiếm này, mũi tên đầu tiên bị hắn đánh nát, nhưng mũi tên phía sau đó đánh thẳng vào mũi kiếm liên tú. Choeng. Kiếm liên tú chấn động kịch liệt, nhưng mũi tên này cũng vỡ vụn. Phải biết kiếm liên tú đã đạt tới bậc minh rồi. Chỉ là vào đúng lúc này, một mũi tên cuối cùng đột nhiên thay đổi quỹ tích, đâm thẳng vào trong ngực Diệp Huyên. Diệp Huyên đấm một cú. Ầm. Mũi tên này lập tức vỡ vụn. Chính vào lúc này, một tia sáng lạnh lại âm thầm xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên không hề quay người lại, một tàn ảnh lóe lên, Mạc Vân Khởi xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyên, sau đó một thanh phi đao bay ra, chém tới. Ầm. Tia sáng lạnh lẽo kia bị chém nát. Mạc Vân Khởi cảnh giác quan sát xung quanh, bởi vì đến tận lúc này hắn vẫn chưa phát hiện ra rốt cục là ai ra tay cả. Sau khi chém nát ba mũi tên kia, Diệp Huyên lạnh lùng nhìn về phía một tảng đá lớn ở phía bên trái, có một thanh niên lưng đeo trường cung đứng ở nơi đó. Thanh niên cầm trường cung nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, kiếm võ song tu. Diệp Huyên không thèm quan tâm tới thanh niên cầm trường cung, thân hình hắn run lên, đi tới trước mặt Diệp Liên. Hiện giờ Diệp Liên đã ngất đi rồi, sắc mặt cô bé tái nhợt, hai tay bị sợi dây thừng siết chặt, chảy máu. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, kiếm liên tú trong tay hắn lập tức bay ra, chặt đứt sợi dây trói Diệp Liên. Ngay khi Diệp Huyên đưa tay ôm lấy Diệp Liên thì có biến cố xảy ra, một tàn ảnh lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyên, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, một thanh kiếm đen đâm thẳng tới vị trí đan điền của hắn. Đồng thời, một giọng nói vang lên bên tai Diệp Huyên, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Thân thể Diệp Huyên cứng đờ, yên lặng trong giây lát, hắn nhìn về phía người áo đen trước mặt, chờ đợi ta lâu như vậy, minh kiếm hạ phẩm, ngươi khiến ta rất cảm động đó. Chương 185, huynh đưa muội về nhà. Kiếm. Hắn không sợ thứ gì nhất chứ? Đương nhiên là kiếm. Hắn tu luyện công pháp của cô gái bí ẩn cũng không phải là vô ích. Đương nhiên chuyện này cũng không đại biểu kiếm thể của hắn là vô địch. Nếu như kiếm của đối thủ có cấp bậc cao hơn hắn thì hắn sẽ không thể cắn nuốt được. Nếu như là cùng cấp, vậy chỉ có 50% cơ hội cắn nuốt được. Phải biết ở trong cùng một cấp độ cũng có phân chia mạnh yếu. Dù sao chỉ cần yếu hơn kiếm liên tú của hắn thì hắn có thể cắn nuốt hết. Đây chính là điểm nghịch thiên của bộ công pháp này. Ở trước mặt Diệp Huyên, kiếm cương màu đen tiến vào trong cơ thể hắn lập tức hóa thành vô số năng lượng, bị cơ thể Diệp Huyên hấp thu. Thanh niên áo đen trước mặt Diệp Huyên phát hiện ra điểm này, sắc mặt thay đổi, sao có thể. Khi hắn định lùi lại thì đúng lúc này, hai tay Diệp Huyên đột nhiên nắm lại với nhau, sau đó lập tức đấm vào vị trí chí mạng ở hai bên trái phải trên đầu thanh niên áo đen kia. Ầm. Đầu thanh niên áo đen nổ tung. Thân người Diệp Huyên lóe lên, lùi ra sau, mà ở bên dưới. Kiếm liên tú đã kéo Diệp Liên đang rơi xuống lại. Hai mắt Diệp Huyên chậm rãi nhắm lại. Vào lúc này, thân thể hắn khẽ run run. Sắp đột phá. Một thanh kiếm bậc minh tối thiểu cũng có thể sánh bằng với trên 10 chuôi linh kiếm cực phẩm. Chỉ là Diệp Huyên không lựa chọn đột phá luôn mà cưỡng ép đè lại, hiện giờ đột phá thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hắn bay tới bên cạnh Diệp Liên, ôm Diệp Liên hạ xuống mặt đất. Sau đó lấy một viên đan kim sang ra đút cho Diệp Liên. Một lúc sau, sắc mặt Diệp Liên dần tốt hơn nhiều, sau đó cô bé chậm rãi mở hai mắt ra. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, nước mắt Diệp Liên chảy ra, cô bé chăm chú nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Liên, huynh đưa muội về nhà. Nói xong, hắn kéo tay Diệp Liên đi về phía xa, đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại. Ở đối diện hắn chính là thanh niên áo đen trước đó chiến đấu với hắn. Chiếc áo đen bên ngoài đã bị phá hủy, hiện giờ hắn ta đang mặc một bộ giáp mềm màu bạc. Trước đó vì cứu Diệp Liên nên Diệp Huyên không hề thừa thắng xông tới làm thịt tên thanh niên này, mà hắn ta cũng chưa chạy trốn. Ở bên trái thanh niên giáp bạc chính là thanh niên cầm trường cung,
mà ở bên phải thanh niên cầm trường cung thì còn có một tên thanh niên béo, hai tay tên thanh niên béo cầm hai thanh búa màu đen cực lớn. Thanh niên béo này mới xuất hiện. Mạc Vân Khởi đi tới bên cạnh Diệp Huyên, hắn nhìn ba người ở phía xa, cẩn thận tên lén lút kia, trước đó gã chỉ đang thăm dò mà thôi, không hề dùng hết sức. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên hắn sẽ cẩn thận, bởi vì đến tận bây giờ hắn vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của người âm thầm ra tay đó. Gã là một tên sát thủ. Diệp Huyên nhìn về phía Mạc Vân Khởi, chút nữa nếu có cơ hội thì đưa Tiểu Liên Nhi rời khỏi đây, ta sợ đám người này sẽ nhằm vào con bé, dùng con bé để quấy nhiễu chúng ta. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Mạc Vân Khởi đưa mắt nhìn Diệp Liên, sau khi do dự trong nháy mắt, hắn gật đầu đồng ý. Có Diệp Liên ở đây, chắc chắn đám người đó sẽ nhắm vào cô bé ở lại đây mới là nguy hiểm nhất. Nhưng nếu như đưa Diệp Liên đi, vậy Diệp Huyên phải một mình đấu với đám người này. Tình hình của Diệp Huyên sẽ trở nên rất tệ. Đúng lúc này, thanh niên giáp bạc cầm đầu cách đó không xa đột nhiên quan sát xung quanh, thực lực người này rất mạnh, một người chắc chắn không thể địch lại, nếu như không kết hợp với nhau, sợ rằng miếng mồi dâng tận miệng còn bị rơi mất đó. Sau khi yên lặng vài giây, 6-7 người đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, 6-7 người này đều đứng sau lưng thanh niên giáp bạc. Mà 6-7 người này đều là lăng không cảnh đỉnh cao, một người trong đó đạt tới thông u cảnh. Không có ai yếu cả. Vây công hả, đúng là không biết xấu hổ. Đúng lúc này, có một giọng nói đột ngột vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn sang thì phát hiện có một người thanh niên đang đứng ở trên núi đá ở phía bên phải. Người thanh niên này mặc áo vải, trong miệng ngậm một cọng cỏ, trên tay cầm một thanh đao được bọc kín. Hắn nhìn đám người thanh niên giáp bạc. Trong mắt tỏ rõ thái độ coi thường. Thanh niên giáp bạc nhìn về phía thanh niên áo vải, ngươi là ai hả? Thanh niên áo vải nhìn thanh niên giáp bạc với thái độ khinh thường, ông đây là cha của ngươi. Sắc mặt thanh niên giáp bạc lập tức trở nên dữ tợn, ngay sau đó, chân phải của hắn ta đột nhiên cách không đá quét ngang về phía thanh niên áo vải. Bù! Một bóng chân bắn ra, tấn công thẳng về phía thanh niên áo vải. Thanh niên áo vải lạnh lùng nhìn thanh niên giáp bạc. Khi phun cọng cỏ dài trong miệng ra, thanh đao được bọc kín trên tay lập tức bắn ra ngoài. Ầm! Bóng chân kia lập tức nổ tung. Mà thanh đao được bọc vải cũng không hề dừng lại, bắn thẳng về phía thanh niên giáp bạc, tốc độ cực nhanh. Đồng tử thanh niên giáp bạc co lại, thân thể của hắn ta đột nhiên mở đi, ngay sau đó, từng tàn ảnh bao phủ lấy chuôi đao bọc vải này. Ầm! Tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, dưới ánh mắt quan sát của mọi người, thanh niên giáp bạc bị đánh bay ra ngoài vài chục trượng. Khi hắn ta dừng lại được, chân phải của hắn ta đang run rẩy. Hiện giờ trong ánh mắt tất cả mọi người đều hiện vẻ kinh ngạc. Đúng lúc đó, ở cách đó không xa, một tiếng cười đột nhiên vang lên, ha ha, đông vui ghê. Giọng nói này vừa dứt lời, có một bóng người không ngừng lóe lên, đi tới đây, tốc độ của gã rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Người tới là một thanh niên trẻ tuổi. Ước chừng chỉ 20, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ hiên ngang, trên tay cầm một chuỗi hạt màu đen. Kiếm tiểu vương nhìn người tới, ánh mắt của y dừng lại trên chuỗi vòng màu đen ở trên tay người thanh niên này cung thanh thành. Vừa nghe vậy, trong mắt người tới lóe lên vẻ kinh ngạc, gã liếc nhìn kiếm tiểu vương, rất nhanh hắn đã mỉm cười nói, hóa ra là kiếm tiểu vương, người nhà họ kiếm mà không tu kiếm, ngược lại còn tu đao, không ngờ ngươi cũng tới đây. Kiếm tiểu vương bình thản nói, tới hay không thì liên quan quái gì tới ngươi, tên âm hiểm nhà ngươi suốt ngày chỉ biết tính toán hết chuyện này tới chuyện khác. Cung thanh thành không hề tức giận, gã tươi cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa, chật chật, thật không ngờ rằng Khương Quốc bé nhỏ mà không chỉ có An Lan Tú, còn có một tên yêu nghiệt như ngươi nữa, đúng là hiếm thấy mà. Diệp Huyên nhìn về phía cung thanh thành, đánh nhau hả? Cung thanh thành lắc đầu, đánh nhau đâu có thú vị. Nói xong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ta thích đầu tư, Diệp Huyên, ngươi vào trong bí cảnh là vì cứu muội muội Diệp Liên của ngươi. Như này nhé, hôm nay ta bảo vệ muội muội ngươi, nếu nhưng hôm nay ngươi không chết, vậy tương lai phải làm ba chuyện giúp ta, yên tâm đi, không phải là chuyện gì khó khăn cả đâu. Diệp Huyên liếc nhìn cung thanh thành, đồng ý. Đương nhiên là hắn sẽ không từ chối. An toàn của muội muội là quan trọng nhất. Cung thanh thành giơ ngón tay cái lên với Diệp Huyên, sảng khoái lắm. Nói xong, gã lui sang một bên, nhìn đám người nói, các vị này, các người cầu tài, ta cầu ơn huệ,
Tất cả đều giống nhau, xin hãy nể mặt ta, các ngươi đừng động tới cô bé này nhé. Người là cái thá gì? Đúng lúc này, một tên thanh niên bên cạnh tên thanh niên giáp bạc châm chọc, người nói đừng động thì đừng động sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.